Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 541, chủ soái Xích Diệm Vương, câu nói này khiến tất cả những người trong phòng bệnh đều chết lặng. Sát khí lạnh lùng trên người Tiêu Chính Văn bao trùm cả căn phòng, áp bức làm sắc mặt mấy người trung tướng phải run rẩy. Cậu muốn làm gì? Trung tướng đó dùng mình, vội vàng rút súng ra. Nhưng, giây tiếp theo, ánh mắt ông ta xẹt qua một bóng đen. Sau đó, Tiêu Chính Văn bóp cổ ông ta, nhấc cả người ông ta lên, ánh mắt bắn ra sát khí như tu la, lạnh lùng nói, bây giờ tôi ra lệnh cho ông, đích thân mở còng tay trên tay bọn họ ra. Đồng thời quỳ xuống xin lỗi bọn họ, nếu không, bây giờ tôi sẽ bóp gãy cổ ông. Sát khí mãnh liệt. Sau lưng tên trung tướng đó là 5 tên binh lính vũ trang đầy đủ, lần lượt giơ súng trước ngực, chĩa thẳng vào Tiêu Chính Văn, quát, mau thả trung tướng Tôn ra. Nếu không chúng tôi sẽ bóp cò. 5 tên này cũng rất hoảng sợ. Trước mặt bọn chúng là chủ soái của Bắc Lương tiền nhiệm, trong tay anh ta chính là cấp trên của bọn họ. Tiêu Chính Văn nhướng mày, vứt tên trung tướng đó ngã thẳng xuống phía trước giường bệnh. Bụp! Tên Tôn Cảnh đó ngã lăn xuống đất, ôm cổ thở dốc. Ông ta vừa định hạ lệnh cho đàn em bóp cò, nhưng ở bên đó, 5 binh lính đã sớm ngã xuống đất, mất hết sức chiến đấu. Lúc này, Tôn Cảnh cực kỳ hoảng hốt. Ông ta quan sát Tiêu Chính Văn cao ngạo xa cách, toàn thân run rẩy nói, cậu chỉ là chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm, bây giờ đã mất tất cả chức vụ rồi, cậu làm thế này là vi phạm kỷ luật quân đội. Sẽ bị tịch thu tài sản và chém đầu. Thế à, vậy nếu tôi nói cho ông biết, nếu ông không làm theo lời tôi thì sẽ lập tức chết ngay tại đây thì sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, nhấc tay lấy một khẩu súng từ thắt lưng của tên đội trưởng, chĩa về phía Tôn Cảnh, bắn vỡ viên gạch bên cạnh ông ta. Gạch vỡ bắn tung tóe, có mảnh còn bắn lên mặt Tôn Cảnh, dọa ông ta lập tức đứng bật dậy, đích thân tháo còng tay cho Long Tam, Long Tứ và Long Thất. Sau khi mở còng, sắc mặt ông ta hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn, nói tôi đã tháo còng rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, xin lỗi bọn họ. Cái gì, không thể nào. Tôn Cảnh gào mồm lên. Sao ông ta có thể cúi đầu xin lỗi 3 người này được chứ? Nhưng ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sát khí, làm Tôn Cảnh sợ hãi nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi. Sau đó, Tiêu Chính Văn ném súng trả lại tên đội trưởng sớm đã bị dọa sợ trợn mắt há mồm, nói với anh ta, từ bây giờ trở đi, trong phòng bệnh này tôi cho người giám sát, không có lệnh của tôi, ai dám xông vào thì bắn chết luôn. Tên đội trưởng đó hoảng sợ, lập tức cung kính nói, vâng. Thưa chủ soái. Sau đó, Tiêu Chính Văn nhìn 3 người anh em đang hôn mê trên giường bệnh, sắc mặt vô cùng u ám và khó coi. Các anh có thể chết trên chiến trường, nhưng tuyệt đối không được chết trước âm mưu của người khác. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho các anh. Sau khi để lại câu nói này, Tiêu Chính Văn quay người, dẫn theo Long Lân nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, tiến thẳng đến tổng bộ chiến khu Bắc Lương. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến tổng bộ chiến khu. Trước cổng tổng bộ có rất nhiều binh lính vũ trang thực hiện lệnh giới nghiêm. Tiêu Chính Văn nhảy từ trên xe xuống, mang theo lửa giận ngút trời, mây đen trên bầu trời phía sau cũng nhanh chóng kéo đến, như thể dự báo một giây sau sẽ có một trận mưa to ập đến. Binh lính canh gác nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước tới, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đứng nghiêm cung kính nói, chủ soái. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi vào trong. Nhưng đột nhiên, một đội binh lính xông tới, ngăn cản Tiêu Chính Văn. Người dẫn đầu lại là Hoa Hồng Đỏ. Cô ấy đã sớm đợi ở cửa, lúc này thấy Tiêu Chính Văn bước đến liền lập tức dẫn người tiến lên phía trước, nói chủ soái, bây giờ anh không thể vào. Tiêu Chính Văn cau mày hỏi, tại sao? Xích Diệm Vương vừa hạ quân lệnh, không có khẩu dụ hoặc quân lệnh của ông ta, phàm là ai tự ý xông vào tổng bộ chiến khu đều xử lý theo tội phản nghịch. Hoa Hồng Đỏ vô cùng kích động nói lớn, đây chính là Hồng Môn Yến. Là ông ta cố ý tạo cái bẫy để dụ anh. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cau mày tức giận, nói, được lắm, vậy thì tôi lại càng phải xông vào. Tất cả mọi người đứng yên ở đây. Dứt lời, chỉ một mình Tiêu Chính Văn xông thẳng vào tòa chính của tổng bộ chiến khu. Lúc này, trước tòa nhà cao, toàn bộ đều là binh lính vũ trang đầy đủ như thể đang bày trận chờ quân địch. Khi bọn họ thấy Tiêu Chính Văn tới đây, liền nâng súng, tức giận quát, là ai dám tự ý xông vào tổng bộ chiến khu. Mau chóng rời đi, nếu không lập tức bắn chết. Nhưng bọn họ vừa dứt lời,
trong tầm mắt có vô số ánh sáng sắc bén xẹt qua. Ngay sau đó, vô số phi châm, cắm thẳng vào cổ bọn họ. Lập tức, cơ thể đám binh lính đều tê liệt, toàn bộ ngã lăn xuống đất. Tiêu Chính Văn cũng không giết người, bởi vì bọn họ đều là binh lính. Một nhóm binh lính khác cũng nhanh chóng xông tới, mà bóng dáng Tiêu Chính Văn đã biến thành một bóng đen, xông đến, chỉ cần dùng quyền cước đã hạ gục được bọn họ, đồng thời súng ống bên người bọn họ cũng rơi xuống. Không quá nửa phút, gần trăm binh lính trước tòa nhà đều bị ngã gục xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Sức mạnh chiến đấu khủng bố như vậy, làm cho những binh lính xung quanh đều run rẩy. Đây là thực lực của chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm sao? Quá đáng sợ. Dầm. Giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn nhấc chân, đá bay cửa chính của tòa nhà tổng bộ. Lúc này, trong tòa nhà lớn, Xích Diễm Vương đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng điềm nhiên nhìn bóng dáng xuất hiện tại cửa chính, cười nói cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tiêu Chính Văn nhấc chân, như thể tu la, từng bước tiến về phía Xích Diễm Vương đang mặc áo chủ soái Xích Diễm, lạnh lùng nói, đương nhiên phải đến chứ. Cậu đã không còn là vua Bắc Lương, không quyền không chức. Tự tiện xông vào tổng bộ chiến khu là phạm tội lớn, đáng sao? Xích Diễm Vương hỏi. Vì anh em, tất cả đều đáng. Tiêu Chính Văn nói, ánh mắt lóe lên sát khí cuồn cuộn. Cậu biết, bên ngoài đều là người của tôi, hôm nay, cho dù Tiêu Chính Văn cậu có mạnh thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tôi hạ lệnh một tiếng thì cậu không thoát khỏi đây được đâu. Ánh mắt Xích Diễm Vương lóe lên sự lạnh lùng. Ông có thể thử xem, Tiêu Chính Văn nói. Nghe xong, Xích Diễm Vương nhướng mày, lạnh lùng tiếp lời, nghe nói vua Bắc Lương cực kỳ hùng mạnh và bá đạo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường chút nào. Hoa quốc chúng ta đúng là lắm nhân tài trẻ tuổi, tôi rời chiến khu nhiều năm mà đã xuất hiện một người tài giỏi như cậu. Hôm nay, bản soái sẽ làm nhụt nhuệ khí của cậu. Dứt lời, Xích Diễm Vương chậm rãi cởi bỏ áo chủ soái Xích Diễm. Đó là một con kỳ lân lửa dữ tợn. Sau đó, bên trong tòa nhà liền xuất hiện hơi thở cực kỳ khủng bố. Hơi thở này, làm chấn động những người trong vòng bán kính 1.000 mét, toàn bộ đều run rẩy sợ hãi. Mấy người hoa hồng đỏ đang ở bên ngoài, cũng bị hơi thở này dọa sợ, đồng tử run rẩy nói, khí thế mạnh mẽ quá. Long Lân đứng cạnh mấy người hoa hồng đỏ, nhướng mày, nhẹ nhàng nói, khí thế của cấp bậc chủ soái còn mạnh hơn cả tôi. Thực lực ngang ngửa với Long Vương. Chương 542, ai thắng vậy? Trong tòa nhà, Xích Diễm Vương cởi bỏ trang phục tướng soái của mình, lộ ra thân thể và khí phách mạnh mẽ. Đôi mắt lạnh lùng của hắn, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, khẽ vặn cổ, dửng dưng hỏi, bảo tôi đấu với chủ soái Bắc Lương tiềm nhiệm một trận, xem có phải thật sự lợi hại như trong lời đồn hay không? Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn chằm chằm Xích Diễm Vương trước mặt, lạnh lùng nói, ông không phải đối thủ của tôi. Nghe câu này, Xích Diễm Vương bật cười, trong mắt thoáng qua vẻ giận dữ, nói có phải đối thủ của cậu hay không thì đánh rồi sẽ biết ngay. Dứt lời, ầm một tiếng, bóng người Xích Diễm Vương bỗng biến mất. Bỗng nhiên, một nắm đấm của hắn mang theo sức mạnh sấm vang chớp giật, đã lao đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Nhanh, nhanh như tia chớp, đây chính là thực lực cấp bậc chủ soái. Người bình thường cho dù là cường giả cấp chiến thần, căn bản cũng không nhìn rõ được đối phương ra tay thế nào. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn chỉ hơi né người, nhẹ nhàng tránh cú đấm của Xích Diễm Vương. Đồng thời, anh cũng tung một cú đấm móc, hung hăng đánh về phía Xích Diễm Vương. Chỉ có điều, cú đấm này của anh cũng bị Xích Diễm Vương nhẹ nhàng tránh được. Anh nhếch miệng cười khẩy, tốt lắm, ông có tư cách làm đối thủ của tôi. Sắc mặt Tiêu Chính Văn bình thản, nhìn Xích Diễm Vương không ngừng nhảy lên ở trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chăm nhịp chân của hắn. Giây tiếp theo, Xích Diễm Vương lại lao đến, nhấc chân cao như roi thép, quất mạnh trong không khí, vang lên tiếng vút vút, vung mạnh về phía đầu Tiêu Chính Văn. Cú đá này đủ để khiến một chiếc xe tăng nổ tung. Nhưng, Tiêu Chính Văn nhanh chóng nhấc cánh tay lên, đón đỡ cú đá của Xích Diễm Vương. Giây tiếp theo, Xích Diễm Vương thu chân, rồi lại tung ra mấy cú đấm như pháo đạn dày đặc, ầm ầm đánh về phía Tiêu Chính Văn. Sắc mặt Tiêu Chính Văn cũng u ám, anh dùng hết sức, nhanh chóng tránh né và đánh trả. Rầm rầm rầm, cả tòa nhà truyền ra các loại tiếng vang nứt toác. Cùng lúc, bức tường của tòa nhà không ngừng bị quyền cước đánh thành lỗ lớn, lộ ra tình hình bên trong.
mấy ngàn binh lính ở bên ngoài quan sát, toàn bộ đều hoa cả mắt. Đáng sợ quá rồi đấy. Hai người họ dựa vào sức lực xác thịt, vậy mà đánh nhau đến mức khiến cả tòa nhà lớn chống đạn chống nổ chiến khu này khắp nơi đều là lỗ lớn khủng khiếp kinh người. Lúc này, mặt Hoa Hồng đỏ kinh hãi, ánh mắt chứa đầy lo lắng, chỉ muốn lập tức xông vào trong. Nhưng Long Lân ở bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói, đừng qua đó, các người qua đó chỉ trở thành bia đỡ đạn thôi. Hoa Hồng đỏ nghiêng đầu, liếc nhìn Long Lân bên cạnh, nhăn mặt, sau đó nói, anh là người của chủ soái à? Long Lân gật đầu nói, ừ, thuộc Điện Thần Long. Điện Thần Long. Hoa Hồng đỏ cau mày, lập tức hiểu thân phận của người trước mắt. Chủ soái sẽ thắng sao? Hoa Hồng đỏ căng thẳng hỏi. Sắc mặt Long Lân u ám, lắc đầu nói, không rõ, nhìn tình hình bây giờ, thực lực của hai người ngang tài ngang sức, rất khó tưởng tượng. Xích Diễm Vương này lại là một cường giả siêu cấp Long Soái 5 sao. Chiến lực Long Soái 5 sao, Hoa Hồng đỏ hít một hơi khí lạnh. Cũng mạnh quá rồi đấy. Chẳng phải Xích Diễm Vương có thực lực chủ soái cấp 4 sao ư? Tình báo vậy mà lại có sai lầm. Mà bên này, Tiêu Chính Văn và Xích Diệm Vương đã đánh đến mức độ căng thẳng tột độ. Trên người Xích Diệm Vương có không ít dấu vết quyền cước Tiêu Chính Văn để lại, khóe miệng rớm máu. Đương nhiên Tiêu Chính Văn cũng không lành lặn, trên người anh cũng có không ít vết thương. Lúc này, lông mày Xích Diệm Vương nhíu chặt, tên Tiêu Chính Văn này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Thanh niên hai mươi mấy tuổi mà đã đạt đến chiến lực Long Soái 5 sao, quả thật là trước nay chưa từng có. Ha ha, Tiêu Chính Văn, cậu rất mạnh, nằm ngoài dữ liệu của tôi. Xích Diệm Vương cười khẩy, nói tiếp, có điều, tôi cũng chưa dùng hết sức lực, tiếp theo đây mới là quyết đấu thật sự. Tiêu Chính Văn nhíu mày, thản nhiên nói, vậy sao? Vậy thì để tôi xem thử, thực lực chân chính của Xích Diệm Vương thế nào? Dứt lời, Xích Diệm Vương đạp mạnh hai chân xuống, nền đất dưới chân vang lên tiếng ầm rồi nứt nẻ, sau đó, hắn như tên lửa bắn ra với tốc độ cao. Xông thẳng về phía Tiêu Chính Văn, giơ tay rút một thanh dao găm rèn thép dòng từ sau eo, kề thẳng vào cổ Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tốc độ quá nhanh. Có điều, anh cũng phản ứng lại trong nháy mắt, toàn thân chợt lùi về sau mấy bước, trong lúc giơ tay, anh vung con dao quân đội năm cạnh bên hông ra. Hai ánh sáng màu bạc, chạm nhau giữa không trung, phát ra tia lửa sáng chói. Keng, con dao quân đội năm cạnh phóng ra, còn Xích Diệm Vương cũng chợt lùi về sau mấy bước, gan bàn tay nắm lấy dao găm nứt ra, rỉ máu tươi. Sắc mặt hắn u ám, đôi mắt lạnh lùng nhìn con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn, hờ hững nói, binh khí khá lắm, chắc hẳn là thiên cấp nhỉ. Tiêu Chính Văn mỉm cười, dao găm của ông cũng không tệ, cũng là binh khí thiên cấp sao. Xích Diệm Vương gật đầu, đương nhiên, dao găm này tên là Kỳ Lân. Là đời sau của đại sư từ đại sư Đúc Kiếm, đại sư từ Chí Nham đã bỏ ra 3 năm để chế tạo nên. Xích Diệm Vương hào hứng kích động giới thiệu dao găm trong tay mình. Tay cầm của dao găm màu đỏ thẫm, giống như kỳ lân dữ tợn, dao găm có lưỡi nhọn hình răng cưa, còn có đường vân kỳ lân, vừa nhìn đã thấy không phải binh khí đơn giản. Lúc cử động, còn có tiếng gầm thét của kỳ lân khàn khàn. Tiêu Chính Văn gật đầu. Nói, thì ra là binh khí của đại sư Tử Chí Nham chế tạo, quả nhiên không tầm thường. Xích Diệm Vương mỉm cười, hỏi, không biết binh khí trong tay cậu là do ai chế tạo? Tiêu Chính Văn giơ tay, cầm con dao quân đội năm cạnh trong tay, lóe lên ánh sáng, nói, không biết, là ông cha tôi truyền lại. Ông cha truyền lại, Xích Diệm Vương cau mày. Ông cha đã truyền lại một binh khí thiên cấp, quả thật là ghê gớm. Phân định binh khí cũng được phân làm 4 cấp thiên địa huyền hoàng. Binh khí hoàng cấp là bình thường nhất, chỉ mạnh hơn binh khí do nhà máy quân sự bình thường sản xuất ra một chút. Binh khí thiên cấp là binh khí lợi hại nhất trong thiên hạ. Tôi muốn lấy binh khí này của cậu, Xích Diệm Vương lạnh lùng nói, sau đó hắn lại vọt tới. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, chỉ sợ ông không cầm nổi thôi. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn cũng xông qua. Leng keng, leng keng. Ầm ầm ầm, cả tòa nhà bỗng diễn ra cảnh tượng chiến đấu khủng bố hơn. Ầm, trong lúc toàn bộ đám người nhìn đến nơm nớp lo sợ, một bóng người vọt thẳng ra, ầm một tiếng đâm lõm một vách tường, sau đó ngã trong đống hoang tàn, khiến bụi bay mịt mù.
Bên ngoài, đám binh lính vây xem lúc này vô cùng căng thẳng. Ai thắng vậy? Nhìn không rõ, lẽ nào là Xích Diệm Vương thắng? Không, nhất là định là vua Bắc Lương của chúng ta thắng rồi. Trong chốc lát, đám người nhìn chằm chằm vào tình hình trong tòa nhà, vô cùng căng thẳng. Đợi khỏi bụi tản đi, lúc đám người Hoa Hồng Đỏ và Long Lân nhìn thấy bóng dáng đứng kiêu ngạo kia, toàn bộ đều bộc phát âm thanh vô cùng kích động, thét lên, a, chủ soái thắng rồi, anh ấy thắng rồi, mấy nghìn tướng sĩ Bắc Lương hân hoan reo hò. Còn sắc mặt đám thuộc hạ cũ của Xích Diệm Vương lại vô cùng u ám. Trong tòa nhà, toàn thân Tiêu Chính Văn đều là máu, trên người có không ít vết thương do dao găm kỳ lân của Xích Diệm Vương để lại. Anh bước từng bước đi về phía đống đổ nát, từ trên cao nhìn xuống Xích Diệm Vương đang không ngừng nôn ra máu, lạnh giọng nói, ông không nên ra tay với anh em của tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 543, ông nội là Thiên Long Nguyên Soái. Xích Diệm Vương cười lạnh lùng, nói, không ngờ tôi lại thua, nhưng Tiêu Chính Văn, cậu đừng vội vui mừng. Nếu như cậu giết tôi ở đây thì chính là phản bội thiên tử, phản bội Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng lên tiếng, tôi sẽ không giết ông, bởi vì ông là Xích Diệm Vương, là chủ soái đương nhiệm của Bắc Lương. Tôi chỉ cần ông đồng ý với tôi một chuyện. Chuyện gì? Xích Diệm Vương hỏi, lúc này gương mặt hắn đã bê bết máu. Tôi muốn dẫn 8 người từ Long Nhất đến Long Bát và Hoa Hồng Đỏ rời khỏi Bắc Lương, Tiêu Chính Văn trả lời. Nghe vậy, sắc mặt Xích Diệm Vương trở nên u ám, sau khi suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng nói, tôi đồng ý với cậu. Nghe thấy vậy, sát khí dày đặc trên người Tiêu Chính Văn mới dần biến mất. Xích Diệm Vương nằm trên mặt đất, ngửa mặt nhìn rồi cười gằn nói, thật không ngờ người tài đâu đâu cũng có, cậu mới hơn 20 tuổi mà đã đạt được thực lực như vậy, đúng là quái vật. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn, tôi nói cho cậu biết, núi cao còn có núi cao hơn, số người lợi hại hơn cậu vẫn còn rất nhiều. Chủ soái tuyệt đối không phải là mạnh nhất. Nghe thấy câu này, ánh mắt Tiêu Chính Văn chợt lạnh như băng, nói, ông muốn nói gì? Xích Diệm Vương cười đáp, tôi đã nghe ngóng được một số bí mật liên quan đến thân thế của cậu. Thân thế của mình? Tiêu Chính Văn nhướng mày, hỏi, thân thế gì cơ? Chân tướng phía sau việc nhà họ Tiêu bị 4 gia tộc lớn tiêu diệt, Xích Diệm Vương nói. 4 gia tộc lớn? Tâm trạng của Tiêu Chính Văn liền trở nên căng thẳng, truy hỏi chân tướng gì? Xích Diệm Vương nhìn thấy Tiêu Chính Văn sốt ruột như vậy thì bật cười ha ha, nói quả nhiên cậu vẫn chưa biết. Cậu có thể đi hỏi Tứ Lão Long Các xem bọn họ còn giấu giếm cậu chuyện gì hay không? Tứ Lão Long Các? Tiêu Chính Văn cau mày, trong đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng phức tạp. Xích Diệm Vương nói, còn về những chuyện tôi có thể nói cho cậu biết cũng không nhiều. Việc nhà họ Tiêu bị 4 gia tộc lớn tiêu diệt có liên quan đến một cuốn sách đã được lưu truyền hàng nghìn năm. Sách gì? Thiên Sơn Thư Lục. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn càng nhíu mày chặt hơn. Anh chưa nghe nói đến cuốn sách này bao giờ. Ha ha, tôi đã đoán là cậu cũng không biết. Tiêu Chính Văn, gánh nặng trên người cậu quá nhiều rồi. Muốn biết nhiều hơn thì chỉ còn cách đến Long Các. Có những chuyện mà cậu không thể ngờ nổi đâu. Xích Diệm Vương cười khẩy nói. Tiêu Chính Văn nhìn Xích Diệm Vương bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay người bước nhanh ra khỏi tòa nhà của tổng bộ chiến khu nơi đã bị đập phá tan tành từ lâu. Đến cửa chính, Hoa Hồng Đỏ lo lắng và kích động xông tới, ôm chặt lấy Tiêu Chính Văn lúc này đã bị thương, vừa khóc vừa nói, anh Tiêu, anh không sao, thật may quá. Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ vào lưng Hoa Hồng Đỏ, an ủi, được rồi, những người khác đều đang nhìn kia kìa. Lúc này Hoa Hồng Đỏ mới ngại ngùng buông tay ra, lau nước mắt rồi nói, chủ soái, anh đã nói gì với Xích Diệm Vương thế? Tiêu Chính Văn giơ tay vỗ nhẹ lên vai Hoa Hồng Đỏ, nói, kể từ hôm nay trở đi, cô và mấy người từ Long Nhất đến Long Bát đều được đi theo tôi. Cái gì, thật sao? Hoa Hồng Đỏ mở to mắt, vui sướng nhảy cẫng lên. Tốt quá rồi, chủ soái, chúng tôi biết anh sẽ không bỏ mặc chúng tôi mà, Hoa Hồng Đỏ hô lên. Tiêu Chính Văn nhìn sang Long Lân, nói cậu và Hoa Hồng Đỏ cùng nhau thu xếp, lập tức chuyển 3 anh em đang nằm viện về bệnh viện chiến khu Tu Hà. Ngoài ra cũng phải nhanh chóng thông báo đến những người khác. Rõ, thưa Long Vương, Long Lân đáp lời. Sau đó, Tiêu Chính Văn tự mình lái một chiếc xe quân sự đến Long Kinh. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, Tiêu Chính Văn đã tới trước cửa chính Long Các.
Sau khi mấy tên bảo vệ nhìn thấy Tiêu Chính Văn thì lập tức chào hỏi, vua Bắc Lương. Tứ lão đâu? Tiêu Chính Văn hỏi. Bảo vệ trả lời, tứ lão đã tới Thiên Tử Các rồi ạ. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cau mày, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, vậy thì tôi đợi ở đây. Nói xong, Tiêu Chính Văn liền đứng trước cửa, im lặng chờ đợi. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe riêng chở tứ lão từ đầu đường dần dần tiến lại rồi dừng trước cửa chính. Tần Hán Quốc là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang đứng trước cửa, xuống xe rồi vui mừng kêu lên, thằng nhóc này, cuối cùng cậu cũng chịu đến thăm chúng tôi rồi. Tiêu Chính Văn bật cười, chào hỏi tứ lão, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề, ông Tần, lần này tôi đến là có chuyện muốn hỏi mọi người. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Tiêu Chính Văn, Tần Hán Quốc quay đầu nhìn về phía mấy người Giang Vạn Long. Giang Vạn Long cau mày, dường như dự cảm được điều gì, lên tiếng, đi vào rồi nói. Dứt lời, năm người tiến vào phòng họp cơ mật nhất của Long Các. Sau khi bước vào, Tần Hán Quốc nhìn thấy trên người Tiêu Chính Văn có nhiều vết thương liền hỏi, mấy vết thương trên người cậu là sao thế? Do đánh nhau với Xích Diệm Vương, Tiêu Chính Văn bình thản trả lời. Cậu thắng à? Bành Chấn Quốc hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói thắng rồi. Nghe vậy, Tần Hán Quốc, Bành Chấn Vũ và Chu Sơn Hà đều vui vẻ nói, tốt lắm, tốt lắm. Không hổ là bộ mặt của Long Các, oai quá đi, Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói, nhưng Xích Diệm Vương đã nói với tôi một số chuyện, bây giờ tôi có hai vấn đề muốn hỏi mọi người. Nghe thấy vậy, tứ lão đều trầm mặc, Giang Vạn Long cau mày, nói, hai vấn đề gì thế? Thân thế của tôi và cuốn sách Thiên Sơn Thư Lục. Tiêu Chính Văn nói. Nghe vậy, bốn các lão đều hít một hơi khí lạnh, đưa mắt nhìn nhau. Tần Hán Quốc lập tức cười nói, thằng nhóc thối này, cậu đang nói gì thế? Ông Tần, ông đừng lừa tôi nữa, hôm nay tôi nhất định phải biết đáp án, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Giang Vạn Long thở dài một hơi, xoay người, quay lưng lại với Tiêu Chính Văn, nói chuyện đã đến nước này rồi thì chúng tôi cũng không giấu cậu nữa. Tiêu Chính Văn, cậu phải biết rằng nhà họ Tiêu năm xưa từng là một trong năm gia tộc lánh đời hàng đầu Hoa Quốc, tên tuổi thậm chí còn lớn mạnh hơn nhiều so với bốn gia tộc lớn bây giờ. Tiêu Chính Văn sững sờ tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, nói, gì cơ? Nhà họ Tiêu là một trong số các gia tộc lánh đời hàng đầu ư? Giang Vạn Long gật đầu nói, không sai, các thế hệ nhà họ Tiêu đều là công thần tài năng của Hoa Quốc, biết bao thế hệ đều quyết sống chết vì Hoa Quốc. Không ngôn ngữ nào có thể miêu tả hết sự huy hoàng của nhà họ Tiêu năm đó. Cậu chỉ cần biết rằng những bia đá vô danh đặt trước cửa Thiên Tử Các là để tưởng nhớ các vong hồn của nhà họ Tiêu, cũng gọi là bảng công trạng của nhà họ Tiêu. Ông nội cậu Tiêu Long, cũng là binh mã đại nguyên soái đầu tiên được quyền lãnh đạo 1 triệu đại quân của Hoa Quốc trong 100 năm trở lại đây, hiệu là Thiên Long Nguyên soái. Nghe tới đây, Tiêu Chính Văn hoàn toàn chấn động. Ông nội mình lại là Thiên Long Nguyên soái, từ trên xuống dưới Hoa Hạ, có ai không biết Thiên Long Nguyên soái chứ? Binh mã đại nguyên soái của 1 triệu đại quân, là người đứng đầu thập đại công thần gây dựng nên Hoa Quốc. Một đời, công trạng nhiều vô kể, trăm trận trăm thắng. Chỉ có điều sau này nội bộ Hoa Quốc xảy ra một sự kiện lớn, từ đó, danh hiệu Thiên Long Nguyên soái trở thành điều cấm kỵ, tất cả mọi người đều không dám tùy tiện nhắc tới. Cứ nhắc đến là đều phạm phải tội chết. Bây giờ, Giang Vạn Long lại nói với Tiêu Chính Văn ông nội của anh chính là Thiên Long Nguyên soái năm xưa. Trong phút chốc, Tiêu Chính Văn chưa thể tiếp nhận nổi, hỏi ông Giang, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao ông nội tôi lại là Thiên Long Đại Nguyên soái năm xưa, nếu đã như vậy, tại sao nhà họ Tiêu lại bị bốn gia tộc lớn liên kết tiêu diệt? Chương 544, bí mật của nhà họ Tiêu. 2. Giang Vạn Long thở dài, tiếp tục nói, tất cả những chuyện này đều có liên quan tới Thiên Sơn Thư Lục. Thiên Sơn Thư Lục, Tiêu Chính Văn cau mày. Cuốn sách này đã được lưu truyền cả nghìn năm nay, bên trong có ghi lại rất nhiều điều thần bí, lời đồn, có được cuốn sách này cũng đồng nghĩa với việc có thể trở thành vua của thiên hạ. Mà nhà họ Tiêu của cậu lại là gia tộc bảo vệ cuốn sách này, cũng chính vì thế nên mới khiến bốn gia tộc lớn nảy sinh ý đồ hãm hại. Giang Vạn Long vừa nói vừa tỏ vẻ phẫn nộ và tiếc thương. Năm đó, Long Kinh bất ngờ tạo phản, ông nội cậu là binh mã đại nguyên soái của 1 triệu đại quân bị bốn gia tộc lớn liên kết bày mưu hãm hại, trở thành tội nhân phản quốc.
thiên tử năm đó vì quá tức giận nên đã bãi chức ông nội cậu rồi đẩy vào thiên lao. Cả Hoa Quốc và các quan thần đều cầu xin cho ông nội cậu nhưng đều bị bốn gia tộc lớn liên kết bác bỏ, cuối cùng đã xảy ra án mạng ở thiên tử các. Trong một đêm, tất cả quan lại quỳ trước thiên tử các đều bị bắn chết. Cũng trong đêm đó, ông nội cậu biến mất khỏi thiên lao, không biết sống chết ra sao. Có tin đồn rằng bốn gia tộc lớn hãm hại ông nội cậu ngay trong đêm, cũng lại có tin rằng ông nội cậu chạy trốn khỏi thiên lao. Thế nhưng, kết cục cuối cùng là nhà họ Tiêu vốn đứng đầu trong số 5 gia tộc lánh đời hàng đầu Hoa Quốc đã sụp đổ ngay trong đêm, bị tịch thu toàn bộ tài sản. Năm đó, thiên tử vì niệm tình cũ và công lao của ông nội cậu nên mới không xử tử hết cả nhà họ Tiêu. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu tháo chạy khỏi Long Kinh ngay trong đêm, trốn đến Tu Hà sinh sống. Nói đến đây, Giang Vạn Long không giấu nổi vẻ phẫn nộ. Thiên Long Đại Nguyên Soái, một nhân vật vĩ đại đến thế lại trở thành vật hy sinh. Bốn gia tộc lớn thật sự quá độc ác. Thế nhưng, bốn gia tộc lớn vẫn không định bỏ qua cho nhà họ Tiêu. Sau khi tìm kiếm khắp nơi thì cuối cùng đã phát hiện ra tung tích của nhà họ Tiêu ở Tu Hà. Những chuyện sau đó thì cậu biết cả rồi đấy, bốn gia tộc lớn liên kết với nhà họ Ninh ở Tu Hà giết hại nhà họ Tiêu. Bố mẹ của cậu vì muốn bảo vệ huyết mạch nhà họ Tiêu nên đã giao nộp Thiên Sơn Thư Lục, sau đó thì tự sát. Nghe đến đây, vành mắt Tiêu Chính Văn đã đỏ hoe, trong đáy mắt chợt thổi bùng lên lửa giận ngút trời. Bốn gia tộc lớn khốn kiếp. Thế nhưng trước khi giao nộp Thiên Sơn Thư Lục, bố cậu đã âm thầm gửi 3 mảnh giấy quan trọng nhất trong số 11 mảnh giấy tới nơi khác. Giang Vạn Long tiếp lời, chỉ khi gom đủ Thiên Sơn Thư Lục thì mới có được sức mạnh vô địch thiên hạ. Đến bây giờ, bốn gia tộc lớn đã có được 8 mảnh, 3 mảnh còn lại, có 2 mảnh chỗ chúng tôi, còn có 1 mảnh, người đi gửi năm đó mất tích giữa đường, mãi mà không có tin tức gì, nhất định đã bị người khác cướp đoạt mất rồi. Nói xong, Giang Vạn Long lấy ra một chiếc hộp gấm bằng gỗ cũ kỹ, giao cho Tiêu Chính Văn rồi nói, năm xưa bố cậu cho người giao lại cho chúng tôi, nhắn nhủ bất luận thế nào cũng phải giữ gìn cho cẩn thận. Đồng thời, ông ấy cũng cho cậu 2 lựa chọn. Nếu cả đời này cậu chỉ là một người bình thường, vậy thì bí mật này sẽ tiếp tục được cất giữ, 2 mảnh giấy cũ còn lại cũng sẽ không giao cho cậu. Nếu như cậu bước lên con đường vận mệnh của con cháu nhà họ Tiêu, đặt chân lên con đường làm quan chức, hoặc là ngẫu nhiên biết được bí mật của nhà họ Tiêu, vậy thì 2 mảnh giấy cũ này sẽ được chúng tôi giao lại cho cậu. Còn về lựa chọn còn lại, là báo thù, hay cũng chính là tranh đấu đến cùng, tất cả đều do cậu quyết định. Nói xong, tứ lão cùng quay sang nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bước lên trước, nhìn chiếc hộp gấm bằng gỗ trên bàn, vô cùng cũ kỹ, trên mặt còn khắc tên tổ tiên nhà họ Tiêu. Đó là khắc tự. Mỗi một người bảo vệ đương nhiệm của nhà họ Tiêu đều sẽ lưu lại tên mình lên trên đó, Giang Vạn Long nói. Tiêu Chính Căn giơ tay ra khẽ chạm vào chiếc hộp gỗ, tìm thấy tên của Tiêu Long và Tiêu An Vũ ở vị trí cuối cùng. Ông nội, bố. Khóe mắt Tiêu Chính Văn ngấn lệ, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lúc này đã không thể bình tĩnh thêm được nữa. Sau đó, anh dùng con dao quân đội năm cạnh của mình khắc 3 chữ Tiêu Chính Văn lên trên hộp. Kể từ ngày hôm nay, Tiêu Chính Văn anh sẽ nối tiếp vận mệnh của ông nội và bố, trở thành người bảo vệ cho những mảnh giấy cũ này. Món nợ máu kia của bốn gia tộc lớn, anh nhất định phải trả. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn lưu lại tên mình, mấy người Giang Vạn Long đưa mắt nhìn nhau, cũng ngầm hiểu được tâm tư của anh. Nếu như cậu đã có quyết định rồi, vậy thì chúng tôi cũng không nhiều lời thêm nữa. Tiêu Chính Văn, kể từ giờ phút này, trách nhiệm trên người cậu không chỉ là Hoa Quốc nữa mà còn có thêm cả thâm thù biển máu của nhà họ Tiêu. Giang Vạn Long nói, đối với Hoa Quốc mà nói, bốn gia tộc lớn là con mọt hút máu. Những gì ông nội cậu năm xưa vẫn chưa thể hoàn thành, mối thù của bố mẹ cậu và nhà họ Tiêu cần một mình cậu trả hết, cậu thật sự muốn đi tiếp con đường này sao? Tiêu Chính Văn siết chặt bàn tay, nói con đường này dù có bao nhiêu hiểm trở đi nữa thì tôi cũng muốn bước tiếp. Mối thù của bố mẹ, ông nội chưa biết sống chết ra sao, tôi nhất định phải bước tiếp. Được. Giang Vạn Long gật đầu. Sau đó, Tiêu Chính Văn mở chiếc hộp gỗ ra, nhìn thấy 2 mảnh giấy cũ ở bên trong, khó hiểu và thâm sâu, xem mà không hiểu lắm. Giang Vạn Long nói, 2 mảnh giấy cũ này, năm đó bố cậu đã nói với chúng tôi, chỉ có người nhà họ Tiêu mới có thể hiểu được. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn lại vài lần, tạm thời không định xem nữa.
anh vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Đúng rồi, ông Giang, trước khi đến đây, Xích Diễm Vương từng nói với tôi trong thiên hạ vẫn còn người có chiến lực mạnh hơn cấp chủ soái, ông có biết là ai không? Tiêu Chính Văn hỏi. Giang Vạn Long nhướng mày, nói quả thực là có, cách phân chia chiến lực bây giờ đều do chúng tôi dựa vào kết quả kiểm tra trên hệ thống chiến khu, thiên tử các có một người sở hữu chiến lực mạnh hơn cấp chủ soái, lần trước có lẽ cậu cũng đã gặp rồi. Ông đang nói đến ông Long bên cạnh thiên tử sao? Tiêu Chính Văn cau mày nói. Giang Vạn Long gật đầu nói, không sai, ông Long đó là người duy nhất có chiến lực vượt qua cấp chủ soái mà tôi biết tính tới thời điểm hiện tại. Tiêu Chính Văn nhướng mày, lần trước khi gặp thiên tử, anh đã cảm thấy ông Long này thâm sâu khó lường. Bây giờ xem ra thật sự là một cường giả. Tiếp đó, sau khi hiểu hơn về những bí mật có liên quan đến nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Văn liền rời khỏi Long Các. Bốn các lão nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Chính Văn, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tần Hán Quốc nói, ông Giang, thằng bé này đột nhiên biết được nhiều bí mật như thế, liệu có tạo áp lực quá lớn cho cậu ấy hay không? Giang Vạn Long lên tiếng, có những chuyện trước sau gì thì cậu ấy cũng phải biết, đây là vận mệnh của cậu ấy, là vận mệnh của nhà họ Tiêu. Bành Chấn Quốc tiếp lời, thời gian còn lại cho cậu ấy cũng không còn nhiều. Nếu như cậu ấy không tham gia vào thì chúng ta có thể bảo vệ cậu ấy một đời bình an. Thế nhưng sự đã vậy rồi, nếu cậu ấy đã tham gia vào thì tương lai của cậu ấy không còn là thứ chúng ta có thể tính toán được nữa. Bốn người cùng thở dài. Tiếp đó, Giang Vạn Long hỏi, bên phía bốn gia tộc lớn có động tĩnh gì không? Tần Hán Quốc nói, dường như bọn chúng đã biết được thân phận của Tiêu Chính Văn, có lẽ giọng nói của tứ lão ngày càng xa dần. Sau khi rời khỏi Long Các, Tiêu Chính Văn ngồi trong xe quân sự, nhìn chiếc hộp bằng gỗ trong tay, hít sâu vào một hơi rồi đặt chiếc hộp lên trên ghế lái phụ. Sau đó nhấn ga trở về Bắc Lương. Thế nhưng, khi Tiêu Chính Văn xuất hiện ở biên giới chiến khu Bắc Lương, đoàng một tiếng, một quả tên lửa phóng thẳng về phía xe của Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn xoay mạnh tay lái, tên lửa chạm vào hông xe rồi đột nhiên phát nổ. Cả chiếc xe cũng đột ngột nổ tung rồi lật nghiêng xuống đường. Chương 545, phục kích. Sau đó, một tiểu đội gồm 7 người trông như lính đánh thuê vội vàng lao ra từ phía sau rừng, tất cả đều mang theo súng tiểu liên. Bọn chúng nhanh chóng bao vây và ném bom từ các phía vào chiếc xe quân đội phía trước. Một người trong đó bước lên, kiểm tra một lượt, sau đó nhíu mày sợ hãi nói, đội trưởng. Trong xe không có ai. Cái gì? Không có người sao? Tên đội trưởng đó lập tức hoảng sợ. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc, luồng ánh sáng màu bạc từ phía xa mang đậm sát khí đột nhiên bắn tới. Một con dao năm cạnh quân đội với ánh sáng sắc bén xẹt qua không trung rồi lập tức đâm thẳng vào ngực của một người. Păng păng păng. Đồng thời, 6 người còn lại cùng nổ súng về hướng xa đó. Màn đạn dày đặc tuôn ra. Những bụi cây và thân cây lập tức tan tành bởi cơn mưa đạn dày đặc. Nhưng không ai phát hiện ra bóng người nào. Mà lúc này, một bóng người từ thân cây lớn chạy ra, hai chân kẹp chặt cổ tên đội trưởng, dùng sức, rắc một tiếng, cổ tên đội trưởng đó liền gãy. Đồng thời, Tiêu Chính Văn thuận thế đánh lên, cướp lấy khẩu súng trên người tên đội trưởng, dùng hắn làm bức tường thịt cho mình. 5 người còn lại lập tức quay người, chĩa súng vào đội trưởng của mình rồi bóp cò. Păng păng păng. Sau một hồi đấu súng, Tiêu Chính Văn đã bắn chết 5 người bọn chúng. Nhìn 7 tên nằm trên mặt đất, Tiêu Chính Văn nhíu mày tỏa ra sát khí lạnh lùng. Vậy mà có người dám phục kích ở đây. Anh bước tới, lột chiếc mặt nạ trên người tên đội trưởng đã bị bắn thành cái sàng ra, phát hiện hắn là người nước ngoài. Lính đánh thuê. Tiêu Chính Văn cau mày, dọn dẹp một lát rồi giấu mảnh giấy cũ trong chiếc hộp gỗ vào ngực. Anh vừa chuẩn bị rời đi thì đột nhiên, sau lưng anh truyền đến một âm thanh lên nòng súng rất nhỏ. Súng bắn tỉa. Tiêu Chính Văn nhanh chóng chạy sang một bên. Viên đạn vừa bay ra với tốc độ cực nhanh đáp thẳng lên vị trí mà anh vừa đứng trước đó. Păng păng păng. Liên tiếp 3 phát súng, đuổi theo Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chạy sang bên cạnh, vội nấp sau một con dốc trên đường núi. Sau đó, anh dựa vào vị trí con dốc, chậm rãi quay đầu, muốn tìm ra vị trí của tên xạ thủ kia. Bằng. Viên đạn bay thẳng đến vị trí cách đầu anh 10cm, bắn vỡ một tảng đá. Tiêu Chính Văn nhanh chóng nằm sấp người xuống. Đồng thời,
anh đã tìm ra được vị trí của tên xạ thủ đang ẩn nấp trong rừng. Lúc này, tên xạ thủ đang ẩn náu trên một cây cao, toàn thân mặc đồng phục ngụy trang màu xanh lá cây, trên mặt cũng dùng thuốc màu tô vẽ lên. Sau vài phát súng trượt, hắn nhanh nhẹn nhảy từ trên cành cây xuống, sau đó cơ thể linh hoạt cầm súng bắn tỉa trong tay vội vàng đổi vị trí. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn cũng lập tức xông lên, rút súng vừa lấy được bên thắt lưng ra, nhắm thẳng vào trong rừng, ở phía bóng người cách đó 500 mét đang vội vàng di chuyển, lên nòng bóp cò. Păng păng păng. Ba phát súng. Bóng người đang di chuyển trên dốc núi đã bị bắn hạ, sau đó lăn xuống. Tiêu Chính Văn lập tức lao tới, 100 mét tăng tốc chạy, nhanh chóng đến trước thi thể của tên xạ thủ, đá súng bắn tỉa sang một bên. Chết rồi. Tiêu Chính Văn cau chặt mày, gỡ mặt nạ của đối phương ra, phát hiện hắn cũng là lính đánh thuê nước ngoài. Có người phục kích nhắm vào mình sao? Số người biết mình quay về Bắc Lương có lẽ không nhiều. Chỉ có Tứ Lão Long Các và mấy người Hoa Hồng Đỏ đã liên lạc trước đó. Cách giải thích duy nhất là mấy người Hoa Hồng Đỏ đã bị nghe lén. Trong một thời gian ngắn bày bố chu đáo được như vậy thì kẻ sau lưng ắt có thế lực không tầm thường. Xích Diệm Vương sao? Tiêu Chính Văn cau mày, anh không chắc lắm. Sau đó, Tiêu Chính Văn vác trên người một khẩu súng tiểu liên, một súng bắn tỉa, hai cây súng lục, còn có vài quả bom và một ít đạn, tiến vào trong núi, từng bước tiến về tổng bộ chiến khu Bắc Lương. Bởi vì, anh biết, con đường tiếp theo chắc chắn đã hoàn toàn bị phục kích. Chỉ có đi đường núi có thể sẽ có ít mai phục hơn. Nhưng Tiêu Chính Văn đã tính toán sai. Đối phương rõ ràng đoán được Tiêu Chính Văn sẽ chọn đi đường núi nên đã bày bố rất nhiều mai phục trong núi. Con đường tiếp theo, Tiêu Chính Văn tiếp tục hứng chịu đủ loại mưa đạn. Hoàn toàn xóa sổ hàng chục đội lính đánh thuê. Cứ như vậy, đã đến nửa đêm. Lúc này Tiêu Chính Văn đang ẩn nấp trong một bụi cây, ăn lương khô cướp được, đôi mắt sáng như sao đêm, quét một vòng quanh khu vực vô cùng trống trải và cực kỳ im ắng phía trước. Con đường trước mắt dài nghìn mét hoàn toàn là cây cỏ và tảng đá, căn bản không hề có thứ gì có thể dùng để che chắn. Tiêu Chính Văn biết, đây nhất định sẽ là nơi cực kỳ nguy hiểm. Anh ngẩng đầu ngắm nhìn sao trên trời, hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh nhẹ nhàng nằm sấp xuống bụi cỏ, đợi thời cơ đến. Đợi một mạch đến 2 giờ đêm, trên trời đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, che lấp mặt trăng và ngôi sao. Chỉ trong chốc lát bầu trời đã tối đen đi rất nhiều. Chính là lúc này, Tiêu Chính Văn nhanh chóng đứng dậy, cơ thể linh hoạt lao vào trong một bụi cỏ lớn, bám vào một vài tảng đá phía sau, không ngừng quan sát tình hình xung quanh. Mà đồng thời, ở một bụi cỏ trên dốc núi cao, có một đội lính đánh thuê, lúc này tên đội trưởng đang cầm kính viễn vọng hồng ngoại, quan sát động tĩnh từ trong đám cỏ. Không có gì bất thường. Hắn nhìn lên bầu trời, nhíu chặt mày. Sau đó, hắn giơ tay, ra hiệu cho đội viên sau lưng, nói, nổ súng. Trực giác. Thân là cựu chiến binh nhiều năm trên chiến trường, trực giác của hắn luôn rất chuẩn. Đám cỏ yên tĩnh như vậy chính là điều bất thường. Lập tức, mấy tên đội viên bắn càn quét đám cỏ không chút kiêng dè. Tiếng súng vang dội cả đất trời. Tiêu Chính Văn vội vàng nằm xuống, nấp sau một tảng đá lớn. Tiếng súng bằng 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 rền vang phía trước. Bên cạnh anh đều là những viên đạn bắn ra dày đặc, đâm xuyên đủ hướng. Chúng phát hiện ra mình rồi sao? Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, nhưng chẳng mấy chốc tiếng súng đã ngừng. Trong khi Tiêu Chính Văn lại chuẩn bị tiến lên, tiếng súng lại vang lên lần nữa, vẫn bắn càn quét y như cũ. Tiêu Chính Văn đã hiểu. Đội lính đánh thuê này có tính cảnh giác rất cao. Tiếng súng lại ngừng lần nữa. Lần này ngừng khoảng hơn một phút, sau đó lại tiếp tục vang lên. Sau vài lần như vậy, Tiêu Chính Văn tính toán kỹ thời gian. Mỗi lần tiếng súng ngừng, đều là khoảng trống nửa phút. Tiêu Chính Văn sẽ lợi dụng thời gian trống này để tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, anh đã đến được đám cỏ vùng giáp danh, cũng thấy vài tên đang điên cuồng nã đạn vào đám cỏ trên một đoạn dốc cách đó không xa. Tiêu Chính Văn lấy súng ống trên lưng ra, linh hoạt từng bước tiếp cận đám người kia. 50 mét, 20 mét, 10 mét. 5 mét, 3 mét, chỉ còn lại 1 mét cuối cùng. Tên đội trưởng đội lính đánh thuê như phát giác được điều gì, đột nhiên quay người, chiếu vào mắt hắn là một ánh sáng sắc bén, cứa thẳng vào cổ hắn. Máu tươi chảy ròng ròng.
vài tên đội viên khác cũng lập tức phản ứng lại. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã cầm súng trong tay, pằng 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 mấy phát súng, bắn thẳng vào người mấy tên lính đánh thuê. Không đến nửa phút, cả đội lính đánh thuê này đã bị tiêu diệt. Tiêu Chính Văn ngồi xổm xuống, liếc nhìn một tên lính đánh thuê vẫn còn đang hấp hối, lạnh lùng hỏi, ai phái các người tới đây? Đối phương không ngừng nôn ra máu, một câu cũng không thốt ra được. Tiêu Chính Văn cau mày, dọn dẹp hiện trường, sau đó cấp tốc quay người rời đi. Tiêu Chính Văn đi một mạch đến chiều ngày thứ hai, trên người toàn là máu và bùn đất xuất hiện trên một ngọn núi lớn bên ngoài tổng bộ chiến khu Bắc Lương. Nơi đây còn cách tổng bộ chiến khu 1.000 mét. Sau lưng Tiêu Chính Văn là một đội lính đánh thuê vừa bị tiêu diệt. Có thể cách tổng bộ chiến khu 1.000 mét mai phục lính đánh thuê, có thể thấy Xích Diệm Vương không thoát khỏi liên quan tới chuyện này. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn không tiến vào chiến khu, mà đi thẳng đến nơi mà Xích Diệm Vương nghỉ ngơi. Lúc này, Xích Diệm Vương đang nghỉ ngơi trong phòng của mình, sắc mặt u ám lạnh lùng nghe phó tướng của mình báo cáo. Chủ soái, lính đánh thuê mà chúng ta phái tới, toàn bộ đều bị mất liên lạc, chương 546, lời cảnh cáo. Xích Diệm Vương lạnh lùng nói, tôi biết rồi, lui xuống đi. Vâng, tên phó tướng quay người rời khỏi phòng nghỉ. Một mình Xích Diệm Vương ngồi trong phòng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như dao găm, nói về phía cửa, nếu đã tới rồi thì vào ngồi đi. Vừa dứt lời, bóng dáng Tiêu Chính Văn chậm rãi xuất hiện ngoài cửa, mang theo sát khí hừng hực tiến vào. Những tên lính đánh thuê đó là do ông sắp xếp à? Lúc này, Tiêu Chính Văn ngồi đối diện Xích Diệm Vương, âm thanh như tu la đến từ địa ngục. Xích Diệm Vương cũng không giấu giếm, nói, là tôi sắp xếp. Tại sao? Tiêu Chính Văn hỏi. Bởi vì cậu là vua Bắc Lương tiền nhiệm, Xích Diệm Vương trả lời. Ông cũng biết, dựa vào đám lính đánh thuê đó không giết được tôi, Tiêu Chính Văn nói. Tôi biết, nhưng tôi muốn thử. Ông không sợ tôi sẽ giết ông ngay bây giờ luôn sao? Cậu không dám. Tại sao? Bởi vì cậu có vợ con, cậu giết tôi là phạm phải tội lớn, sẽ bị xử bắn trước toàn thể nhân dân Hoa Quốc. Vợ con cậu và cả tất cả những người coi trọng cậu đều vì cậu mà trở thành kẻ có tội của Hoa Quốc. Xích Diệm Vương lạnh lùng cười nói, như thể đã chắc chắn Tiêu Chính Văn sẽ không dám làm gì mình. Tiêu Chính Văn nhướng mày, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Diệm Vương, im lặng một lúc, nói, ông vẫn không hiểu tôi, con người tôi rất ghét mưu hèn kế bẩn và uy hiếp, ông lại vừa hay phạm phải hai điều này. Dứt lời, con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn đột nhiên lóe sáng. Lập tức đâm vào tay trái Xích Diệm Vương. Bỗng chốc, máu tươi trên tay hắn chảy ròng ròng. Xích Diệm Vương không kêu rên tiếng nào, ôm chặt lấy cánh tay trái của mình, sắc mặt u ám trừng Tiêu Chính Văn, hỏi cậu đã hài lòng chưa? Đây là sự cảnh cáo với ông, nếu còn lần sau, tôi sẽ lấy đầu của ông. Dứt lời, Tiêu Chính Văn liền rời đi. Xích Diệm Vương ngồi yên tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt bừng lên ngọn lửa giận. Ngay sau đó, phó tướng xông vào, thấy dáng vẻ chủ soái của mình, lập tức gọi bác sĩ quân y tới. Chủ soái, sao lại thế này? Sắc mặt phó tướng lo lắng hỏi, có cần tôi hạ lệnh bắt hắn không? Không cần, để cậu ta đi, Xích Diệm Vương nói, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Bên này, Tiêu Chính Văn đến bệnh viện quân khu của Bắc Lương, Long Nhất, Long Nhị, Long Ngũ, Long Lục, Long Bát. Hoa Hồng Đỏ và Long Lân đều đã đợi rất lâu rồi. Sau khi thấy Tiêu Chính Văn quay về, Hoa Hồng Đỏ rất kích động bước lên đón, nói chủ soái, anh không sao chứ? Tiêu Chính Văn lắc đầu, hỏi, tình hình ba người bọn họ thế nào rồi? Hoa Hồng Đỏ lắc đầu, khuôn mặt buồn bã nói, vẫn chưa tỉnh lại. Nghe xong, Tiêu Chính Văn cau mày, bước vào trong phòng bệnh, nhìn bệnh tình của Long Tam, Long Tứ và Long Thất. Sau đó anh lấy ra vài cây phi châm từ bên hông, cắm lên bốn huyệt lớn trên người bọn họ trước mặt tất cả mọi người. Sau nửa tiếng cắm châm, cuối cùng ba người họ đã có dấu hiệu tỉnh lại. Chủ soái. Lúc ba người họ mở mắt, thấy Tiêu Chính Văn trước mặt lập tức muốn xuống giường quỳ lễ. Tiêu Chính Văn giữ bọn họ lại, nói, không cần hành lễ, nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó, Tiêu Chính Văn và Long Nhất, Long Lân. Hoa Hồng Đỏ ra ngoài nói chuyện vài câu, rồi sắp xếp máy bay chuyên dụng, cùng nhau quay về Tu Hà. Về đến Tu Hà, Long Tam, Long Tứ,
Long Thất được sắp xếp chữa trị tại bệnh viện quân khu Tu Hà. Những người khác, được Long Lân đưa đi, làm nhiệm vụ đặc biệt mà Tiêu Chính Văn giao phó. Tiêu Chính Văn tranh thủ ban đêm quay trở về biệt thự. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ. Khương Vi Nhan đã ôm Na Na ngủ say. Tiêu Chính Văn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán vợ con mình. Tiêu Chính Văn có rất nhiều tâm sự, nhưng những chuyện này anh không thể nói với Khương Vi Nhan. Bốn gia tộc lớn, vận mệnh sau lưng nhà họ Tiêu, ông nội chưa rõ sống chết, Tiêu Chính Văn biết rõ tương lai của anh đã bị cuốn vào một âm mưu lớn. Việc mà bây giờ anh muốn làm nhất đó là bảo vệ Khương Vi Nhan và Na Na thật tốt. Ngày tiếp theo, Tiêu Chính Văn đang xử lý thư mật gửi tới từ Điện Thần Long mấy ngày nay. Chồng ơi! Lúc anh đang suy nghĩ thì giọng nói dịu dàng của Khương Vi Nhan vang lên. Cô lấy chìa khóa xe từ trong tay Tiêu Chính Văn, cười nói tối qua anh vừa mới về, cũng rất mệt rồi, hay là anh ở nhà nghỉ ngơi đi, em đưa Na Na đến trường mẫu giáo. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, Khương Vi Nhan mỉm cười, ngón tay trỏ mảnh khảnh và mềm mại chạm nhẹ lên má Tiêu Chính Văn, vừa làm nũng vừa thương xót nói, chỉ mấy phút lái xe thôi mà, anh không tin trình độ lái xe của em, hay là, dứt lời, đôi môi đỏ của cô đặt lên má Tiêu Chính Văn một nụ hôn. Sau đó lắc mình quay người như một nàng tiên, dắt bàn tay non nớt của Nana đi ra ngoài. Chương 547, Nana mất tích. Trái tim Tiêu Chính Văn cảm thấy ấm áp, miệng nở nụ cười ngốc nghếch, xoay người chuẩn bị hành động tiếp theo đối phó với nhà họ Quý và nhà họ Viên ở Giang Bắc. Vài phút sau, Khương Vi Nhan lái xe đưa Nana đến trường, chỉ cần quay đầu ở ngã tư phía trước là đến rồi. Đèn đỏ phía trước. Khương Vi Nhan giẫm nhẹ phanh xe. Mẹ ơi, sao hôm nay không phải bố đưa con đi ạ? Giọng nói trẻ con của Na Na vang lên. Sao thế, không thích mẹ đưa con đi học à? Khương Vi Nhan nhìn con gái đáng yêu đang ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu. Bố có thể bảo vệ Na Na. Mẹ cũng có thể mà. Nhưng cô vừa nói xong, một âm thanh cực lớn truyền đến. Rầm. Cả người Khương Vi Nhan chấn động. Lập tức vội vàng quay người hỏi, Nana, con không sao chứ? Chỉ thấy Nana được thắt dây an toàn trên ghế cũng rất hoảng sợ, nhưng vẫn lắc đầu, kiên trì nói, không, không sao ạ. Đôi lông mày lá liễu của Khương Vi Nhan nhíu lại, nhìn về phía sau. Đuôi xe của cô vừa bị xe khác tông vào. Đèn xanh bật lên. Vô số tiếng còi inh ỏi truyền đến. Nhất thời, tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Nana, con ngồi đây. Mẹ xuống xe xem một chút. Dứt lời, Khương Vi Nhan tháo dây an toàn xuống xe kiểm tra. Chỉ thấy tài xế xe phía sau là một người phụ nữ yếu đuối. Xin lỗi, tôi mới học lái, vừa nãy không cẩn thận đạp sai chân ga. Người phụ nữ đó trông có vẻ rất đáng thương, cùng là phụ nữ nên Khương Vi Nhan cũng không nhẫn tâm trách cứ, chỉ có thể nhẫn nhịn nói, báo cảnh sát trước đi đã. Dứt lời, cô bấm điện thoại. Nhưng điện thoại đã bị người phụ nữ đó đột nhiên cướp mất. Người phụ nữ đó lấy điện thoại của Khương Vi Nhan, không ngừng lùi về sau, sắc mặt hoảng sợ nói, có thể không báo cảnh sát không, chúng ta tự giải quyết riêng, cô trả điện thoại cho tôi. Khương Vi Nhan đột nhiên không còn tốt tính như vừa nãy, muốn chia tay lấy điện thoại về. Cuối cùng, hai người phụ nữ cãi nhau trên phố. Khương Vi Nhan vất vả lắm mới cướp được điện thoại về. Đúng lúc muốn gọi cảnh sát. Tim cô đột nhiên thót lên. Một sự bất an dâng lên từ tận đáy lòng. Cô không yên tâm quay đầu nhìn về sau xe. Chỉ thấy, trong xe cô lúc này, cửa xe bị mở ra, còn Nana không có ở trong đó. Nana! Khương Vi Nhan cuống cuồng chạy về phía xe mình, nhưng Nana không thấy đâu nữa. Nhất thời, cô dường như đã hiểu ra tất cả. Cô quay người nhìn người phụ nữ yếu đuối lúc nãy, nhưng lại thấy cô ta không còn bộ dáng đáng thương như trước. Mà ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ đó đã ngồi vào trong xe, bất ngờ bẻ lái rẽ vào con đường vốn đang tắc, mở ra một con đường máu. Trong khoảnh khắc, Khương Vi Nhan cảm thấy cơ thể run lên bần bật. Tay cô run rẩy gọi điện cho Tiêu Chính Văn. Alo, vợ à, đưa Nana đến trường chưa? Âm thanh ấm áp của Tiêu Chính Văn truyền tới, làm mũi Khương Vi Nhan cay cay. Nana, Nana xảy ra chuyện rồi. Dứt lời, trước mắt cô chợt tối sầm lại, đột nhiên ngã ở bên đường, Vi Nhan. Vi Nhan. Tiêu Chính Văn bên kia nghe thấy một tiếng phịch, ánh mắt đanh lại.
Bất kể anh có hét lên như thế nào cũng không ai trả lời. Lập tức, xung quanh người Tiêu Chính Văn tỏa ra sát khí ngùn ngụt, như thể nước đã bị đóng băng đến cực điểm. Những năm nay, anh đã bao giờ sợ hãi trước sự uy hiếp và tấn công của người khác đâu. Nhưng động vào Tiêu Chính Văn anh thì có thể, còn động vào người nhà anh, tuyệt đối không được. Tiêu Chính Văn hơi cau mày, vội vàng ấn số gọi. Chẳng mấy chốc, thuộc hạ của anh đã có mặt. Trong vòng 3 phút, kiểm tra định vị của vợ tôi, đưa vợ tôi tới nơi an toàn. Ngoài ra, thiết lập giám sát, tôi phải xem là kẻ nào không sợ chết dám động đến con gái tôi. Dứt lời, ngón tay Tiêu Chính Văn kêu răng rắc. Thuộc hạ của anh biến mất trong nháy mắt, 3 phút sau trở lại. Long Vương, đã điều tra ra người phụ nữ gây chuyện, đang theo dõi hành tung của cô ta, bọn chúng là đồng phạm, nhân lúc người phụ nữ đó tông xe vào sau xe của vợ anh. Một người đàn ông ngồi trong chiếc xe màu đen lái đến bên đường đã bắt Nana đi. Ngoài ra, hiện trường phát hiện một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn, Tiêu Chính Văn cau mày. Chiếc nhẫn đó không phải chiếc nhẫn thông thường, trên đó khắc hình đầu rắn, theo như cấp dưới điều tra được, thì nó không khác mấy đồ trang sức của bang Thanh Xà. Bang Thanh Xà. Chương 548, chết. Tiêu Chính Văn đã từng nghe đến tên của băng nhóm này. Nghe đồn rằng, người đứng sau bảo kê là người cấp trên rất có máu mặt. Vì vậy những năm gần đây, thành viên của bang Thanh Xà mới có thể tác oai tác quái như vậy, tạo dựng tên tuổi trong các tầng lớp xã hội, trên tay dính không ít máu tươi, nhưng vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Ánh mắt Tiêu Chính Văn trở nên lạnh lùng. Đúng rồi, những người khác đã đón vợ anh, đang trên đường quay về. Tốt! Ngón tay Tiêu Chính Văn gõ nhẹ trên mặt bàn, như đang đếm ngược thời gian. 2 phút sau, thuộc hạ báo cáo tiếp. Long Vương, đã xác định được hành tung của người phụ nữ kia, cô ta đậu xe ở trước cửa một quán bar trên phố 3. Quán bar đó ở đâu? Quán bar Nghệ Uyển phố Thần Lộ. Được. Tiêu Chính Văn chẳng nói chẳng rằng, nhưng đôi mắt lại bừng lên ngọn lửa giận. Anh bình tĩnh đứng lên, nâng tay lên rồi nhẹ nhàng đấm xuống bàn, tuy nhẹ mà có lực. Giết. Đây là tín hiệu giết. Ngay cả thuộc hạ của Tiêu Chính Văn đã nhiều lần thấy anh một mình đấu với vạn quân địch, nhưng khí thế lần này không giống với những lần trước. Giống như đêm trước khi núi lửa phun trào. Chẳng mấy chốc, một mình Tiêu Chính Văn đến trước cửa quán ba Nghệ Uyển trên phố Thần Lộ. Bây giờ vẫn là sáng sớm. Tất cả các quán ba vừa đóng cửa không lâu, có lẽ công việc quét dọn vẫn chưa xong. Tiêu Chính Văn nhướng mày liếc bảng hiệu quán ba Nghệ Uyển, vẫn sáng đèn. Anh nhìn xuống, thấy 2 tượng đá kỳ lân trước cửa quán ba. Hừ! Anh lạnh lùng hừ một tiếng, bước lên phía trước, bất thình lình giơ cao cánh tay. Rầm! Vài tiếng động lớn liên tiếp, tượng đá kỳ lân liền vỡ vụn. Những mảnh đá bị vỡ đó như thể mọc thêm mắt, đồng loạt bay về phía bảng hiệu. Lách cách! Biển hiệu bằng kim loại rơi xuống đất, Tiêu Chính Văn tiếp tục giẫm lên, dùng sức giẫm mạnh chân lên đó, trước cửa quán ba. Đột nhiên truyền tới một luồng gió lạnh. Bầu không khí cực kỳ u ám. Động tĩnh lớn như vậy mà bên trong cửa lại không có chút phản ứng nào. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, liếc thấy vài người lặng lẽ thò đầu ra từ mấy quán ba kế bên. Duy chỉ có quán ba Nghệ Uyển này như một nơi không người. Anh nhướng mày, liếc nhìn cửa lớn khép hờ rồi nhấc chân đạp tung nó ra. Nhưng lúc anh vừa bước vào nửa bước, đột nhiên anh lùi về phía sau. Cả người bay lên hình xoắn ốc, sau đó là cú xoay người đẹp mắt. Bụp! Tiêu Chính Văn tiếp đất vững vàng, vẫn đứng ngoài cửa, chỉ nhướng mày liếc cánh tay trái của mình. Trên vai có thêm một vết xước, tuy rằng chưa chạm đến máu thịt, nhưng nếu vừa nãy chỉ chậm nửa phút thôi, chỉ sợ cánh tay anh đã bị phế bỏ. Ha ha! Thú vị đấy! Tiêu Chính Văn thầm cười nhạt, kiễng chân, một mảnh bảng hiệu bị vỡ lúc nãy như mọc thêm cánh. Vững vàng nằm trong lòng bàn tay anh. Sau đó, anh dùng sức ném. Vèo. Âm thanh mang theo sát khí, mảnh bảng hiệu vỡ đó bay vào trong quán ba tối đen như mực phía trước. Trong quán ba, đột nhiên truyền đến một tiếng ngự. Sau đó, bất chợt có tiếng bước chân hoảng loạn. Tiêu Chính Văn cười khẩy, lúc này mới yên tâm bước vào bên trong. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân như đi vào nơi không người, làm người ta phải ớn lạnh. Cuối cùng, Tiêu Chính Văn dừng lại, lạnh lùng nói, nếu đã phân thua thắng bại, tại sao không dám ra mặt? Thua dưới tay tôi, chỉ bằng bây giờ xuất hiện để tôi dạy cô,
tránh sau này cô đỡ hại người, vẫn chỉ biết mỗi hai chiêu đánh lén kia. Lời khiêu khích vừa dứt, một tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông truyền tới. Cười xong, người đó mới dừng lại rồi nói, chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm, nghe danh đã lâu. Đó là giọng nói của một phụ nữ, mang theo vài phần ma mị và ớn lạnh. Nó không khác gì cái cảm giác ở trước cửa quán ba khi nãy. Nhưng chỉ nghe thấy âm thanh chứ không thấy người. Phía trước tối đen như mực, chỉ còn lại hơi rượu lạnh. Cô là bà chủ của quán ba Nghệ Uyển à? Tiêu Chính Văn thận trọng nhìn xung quanh, dò hỏi. Tôi sao? Người phụ nữ cười càng lớn, vậy chẳng phải đang tâng bốc tôi sao? Người bình thường sao có thể làm chủ quán ba Nghệ Uyển được chứ? Vừa dứt lời, một ánh sáng chợt lóe lên từ trên tầng 2, sắc bén như dao. Sau đó, một bóng dáng uyển chuyển xuất hiện trong màn sáng. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn không rõ khuôn mặt người phụ nữ đó, không có gì bất ngờ thì đó chính là người phụ nữ đâm vào đuôi xe Khương Vi Nhan. Vóc dáng cũng không tệ. Vừa nãy bị biển hiệu của các người làm bị thương, cảm giác thế nào? Lúc nói, Tiêu Chính Văn đã phát hiện ra lối đi lên tầng 2 qua một tia sáng nhỏ phản chiếu trên ly rượu. Không tệ, người phụ nữ trả lời, anh đừng cho rằng anh thuận lợi vào được trong này thì tôi sẽ thua. Cuộc đọ sức giữa tôi và anh còn chưa bắt đầu đâu, không nói nữa, hãy nghĩ xem con gái anh bây giờ đang trong tay ai, anh cũng nên biết tiếp theo phải làm những gì. Cháy nhà ra mặt chuột. Người phụ nữ này cũng không che giấu nữa. Nana đang nằm trong tay đám người này. Tiêu Chính Văn khẽ nhếch môi, đối mặt với kẻ địch, anh thích nhất là kiểu không biết rõ tình hình như thế này. Đột nhiên, cả người Tiêu Chính Văn như cung tên đã lên dây. Chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt để chạy như bay lên tầng 2, trong nháy mắt đã nhẹ nhàng tiếp đất ngay trước mắt người phụ nữ. A! À, người phụ nữ đó hít sâu một hơi khí lạnh, không nhịn được hét lên kinh hãi. Trong nháy mắt, cô ta và Tiêu Chính Văn chỉ cách nhau nửa bước chân. Quả nhiên có bản lĩnh, nhưng con gái anh trong tay chúng tôi khuyên anh đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, người phụ nữ đó không nói tiếp nữa, cứ như thể đã nắm chắc phần thắng. Lúc này, Tiêu Chính Văn mới nhìn rõ dáng vẻ của cô ta. Chỉ tính khuôn mặt và vóc dáng thì không kém gì Khương Vi Nhan, đặc biệt là đường cong đủ tinh tế kia, ở khu hộp đêm này cũng đủ khiến không ít đàn ông mê mẩn. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Chính Văn rơi trên ngón tay của cô ta. 10 ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng buông thõng trên người, móng tay dài màu đỏ lộ ra hơi thở có phần quái dị, ngón tay áp út bên phải còn đeo một chiếc nhẫn. Đầu rắn khéo léo chưa bị bào mòn như thể chiếc lưỡi thèm khát máu tanh đang thè ra. Quả nhiên là một con rắn tốt, Tiêu Chính Văn đột nhiên cười nói. Nghe thấy vậy, người phụ nữ đó trố mắt, giễu cợt, tôi không hiểu anh đang nói gì. Nói xong, tay phải cô ta vô thức đặt ra sau lưng. Không hiểu ư? Tiêu Chính Văn đột nhiên bước lên phía trước, cả người như một ngọn núi bao trùm lên, khiến người phụ nữ càng chìm trong bóng tối. Ánh mắt người phụ nữ đó đột nhiên lóe lên. Anh làm gì vậy? Bị vợ anh nhìn thấy, chỉ sợ anh có 8 cái miệng cũng không giải thích nổi đâu. Cô đang sợ gì vậy? Câu nói Tiêu Chính Văn mang theo sự giễu cợt, sau đó đột nhiên anh duỗi cánh tay ra ôm lấy eo người phụ nữ, đầu ngón tay linh hoạt không chút do dự chạm vào đối phương, chính xác chạm vào chiếc nhẫn khắc con rắn lục kia. À, cô cũng khá đẹp đấy, nhưng trái tim quá đen tối rồi. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh như băng, chút giễu cợt trong mắt ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng thấu xương. Ngay cả người phụ nữ vốn muốn so tài với anh bây giờ cũng không khỏi dùng mình, muốn thoát ra nhưng đã quá muộn. Bịch bịch bịch, liên tiếp 3 đòn. Tiêu Chính Văn không hề nương tay đánh vào hai tay trái phải và bụng người phụ nữ kia. Mỗi đòn đều không chút nể tình. Hai mắt người phụ nữ trợn ngược, liên tục lùi về sau. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khó tin, anh, sao lại ác độc như vậy? Đường đường là một đàn ông mà lại ức hiếp một phụ nữ. Phụ nữ? Tiêu Chính Văn, dám động vào con gái tôi, trong mắt tôi chính là người chết, dù nam hay nữ thì có gì khác nhau chứ? Dứt lời, anh dồn lực vào đầu ngón tay, đột nhiên giơ lên. Trong nháy mắt, đầu ngón tay biến thành dao sắc vừa vặn chạm vào chính giữa hai lông mày của người phụ nữ. Chỉ suýt nữa thôi là người trước mắt có thể trở thành người đẹp chết hiểu rồi. Các cô đưa Nana đi đâu rồi? Trong vòng 10 giây phải trả lời, nếu không làn da đẹp đẽ này của cô sẽ phải hứng chịu hậu quả.
Người phụ nữ vô thức run lên. Nửa đời này của cô ta, trên tay đã dính máu tươi của biết bao nhiêu người. Nhưng đây là lần đầu không thấy vết dao, không thấy máu súng, mà lại cảm nhận rõ ràng hơi thở của sự chết chóc. Người đàn ông trước mặt cô ta không thể chọc vào. Cho dù có 8 cái mạng cũng vậy. 5, 4, 3. Tiêu Chính Văn đếm ngược sắp kết thúc. Người phụ nữ vội vàng mở miệng, số 48 phố Thương Vân. Dứt lời, cô ta bỗng nhiên nói thêm, đừng giết tôi. Nghe xong, Tiêu Chính Văn nhếch miệng cười. Anh từ từ hạ tay, nói khẽ tôi cũng không nói là sẽ không giết cô. Dứt lời. Người phụ nữ chỉ cảm thấy trước mắt mình có máu lướt qua, cô ta đã không còn cơ hội thấy những thứ tươi đẹp trên thế gian này nữa, chương 549, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Chính Văn nghiêng người, tháo chiếc nhẫn khắc hình đầu rắn trên ngón tay người phụ nữ xuống. Đúng lúc chùm sáng trên đầu ánh lên. Tiêu Chính Văn mượn ánh sáng yếu ớt tỉ mỉ quan sát, nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở mặt trong của chiếc nhẫn huyết nguyệt. Không có gì bất ngờ thì đó là biệt danh của người phụ nữ này trong bang Thanh Xà. Tiêu Chính Văn bỏ chiếc nhẫn vào trong túi, nhanh nhẹn xoay người, ra bên ngoài cửa quán ba rồi đóng cửa lại. Sau đó anh lập tức gọi điện thoại cho thuộc hạ. Đến quán ba Nghệ Uyển thu dọn một chút. Anh liếc thấy nửa tấm biển hiệu còn lại dưới chân mình, lại nói, vài ngày nữa kiếm cớ mua lại quán ba này đi. Dứt lời, anh lên xe nhanh như tia chớp. Số 48 phố Thương Vân. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, thì thầm, Nana đừng sợ, bố sẽ đến nhanh thôi. Lúc này vẫn chưa hết giờ cao điểm buổi sáng. Xe cộ trên đường chật cứng người, xe của Tiêu Chính Văn bị chặn ở ngã tư đường lớn và phố Thương Vân, xem ra trong thời gian ngắn khó mà lưu thông được. Tiêu Chính Văn cau mày nhảy xuống xe, chạy đến phố Thương Vân như một cơn gió. Đến nơi mới thấy đừng nói là phố, mà đúng hơn là một ngõ nhỏ. Xung quanh đều là nhà cấp 4, xem ra có vẻ cũng khá lâu năm. Tiêu Chính Văn nheo mắt nhìn số nhà gần nhất số 56. Xem ra số 48 còn cách đó 5 nhà nữa. Anh nhìn chăm chú một lát, rồi nhảy lên mái nhà số 56 trước mặt, nhanh nhẹn đi thẳng đến số nhà 48, cả người lặng im nằm sấp xuống. Đột nhiên có tiếng khóc truyền vào màng nhĩ anh. Các người đều là người xấu, bố tôi sẽ đến cứu tôi, là Nana. Bố mày sao? Giọng nói thô kệch của đàn ông vang lên, nếu bố mày tới thật, chỉ sợ đã là người chết rồi. Con nhóc thối tha, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nếu không ông đây sẽ bổ đầu mày ra. Hu hu hu, tiếng khóc của Nana dần nhỏ đi rất nhiều, Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy máu trong người sôi trào. Anh sao có thể dễ dàng để kẻ khác đối xử với viên ngọc quý báu của mình vậy chứ? Sao bên huyết nguyệt không thấy động tĩnh gì cả? Một giọng nói khác đột nhiên vang lên, không phải nói sẽ đến tìm chúng ta tụ họp sao? Có cô ta ở đây, cho dù tên họ Tiêu đó có đến thật thì cũng sẽ bị linh hồn cô ta câu đi thôi. Đến lúc đó chẳng phải chúng ta có thể thắng lợi dễ dàng sao? Dứt lời, một chàng cười dâm đãng vang lên. Có lẽ là đang dọn dẹp quán ba bừa bộn đó rồi, gọi điện thoại lại xem sao. Vâng, bừa bộn. Tiêu Chính Văn thầm cười khẩy. Thứ bừa bộn nhất trong quán ba Nghệ Uyển có lẽ là xác của huyết nguyệt. Cô ta có đẹp cỡ nào thì cũng chỉ là người chết. Đại ca, sao không có ai nghe máy nhỉ? Gã đàn ông thô kệch hỏi với vẻ nghi hoặc, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cầm cái mồm quả của mày vào, cô ta không đến được thì thôi. Lát nữa chúng ta tự đưa con nhóc này đi nhận thưởng, bịt mồm nó lại, đi đi. Nghe xong, Tiêu Chính Văn đã rõ đối phương muốn đưa Nana đến chỗ khác. May mà anh đến kịp. Anh cũng không chậm trễ nữa, tiện tay nhặt một hòn đá trên mái nhà và ném vào cái cây trước mặt. Thân cây rung lắc phát ra vài tiếng. Hai người đàn ông nhanh chóng ra khỏi phòng. Tiếng gì thế? Hai người đó nhìn về phía có tiếng động, một người trong đó nhẹ nhàng bò lên nóc nhà. Nhìn một lúc thì thấy cành cây vẫn còn đung đưa, không nói gì liền rút dao găm từ trong cổ tay phi ra ngoài, lập tức không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào mới quay người nói, không có gì, có lẽ là tiếng gió thổi. Dứt lời, hắn nghi ngờ nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào chỗ mà Tiêu Chính Văn mai phục lúc nãy. Nhưng lúc này chỗ đó không có người. Vèo, người đàn ông nhảy từ trên mái xuống, quay vào trong phòng cùng người còn lại, nhất thời sững sờ. Trong phòng nơi Nana bị uy hiếp có tất cả 6 người, ngoài Nana ra thì còn có 5 người đàn ông cường tráng.
Nhưng ngay sau đó, lại xuất hiện thêm một bóng người. Chỉ thấy dáng vẻ người đàn ông đó ung dung thoải mái, thậm chí còn tiện tay cầm quả táo trên bàn lên nhưng không ăn, chỉ ngửi rồi lạnh lùng nói, bọn mày có thể chết rồi. Dứt lời, cổ tay Tiêu Chính Văn bỗng động đậy. Quả táo đó đập vào bàn thờ quan công, cây nhang đang cháy rơi xuống, vải màn nhanh chóng bị bốc cháy. Mày là ai? Năm gã đàn ông lập tức tập trung lại, một gã trong số đó thô bạo xách cổ Nana lên, thi thoảng lại liếc nhìn cái bàn thờ đang bốc cháy. Căn phòng này không thể ở lại lâu hơn nữa. Ngọn lửa này nếu không dập tắt, không đến vài phút rất có thể sẽ bùng cháy. Nana ngoan ngoãn bị xách lên, nhưng lại không hề sợ hãi. Cô bé chăm chú nhìn Tiêu Chính Văn. Vừa nãy Tiêu Chính Văn đã ra hiệu với cô bé. Cô bé hiểu rõ không thể hành động thiếu suy nghĩ, cố gắng nhẫn nhịn không gọi một tiếng bố. Tao à! Tiêu Chính Văn bước lên phía trước cười nói, tao là người đến tiễn bọn mày một đoạn đường. Một mình mày sao? Đối phương kinh ngạc thốt lên. Không thì sao? Tiêu Chính Văn chỉ thấy buồn cười, một mình tao đánh 5 người bọn mày, nắm chắc thời gian. Dứt lời, đối phương lập tức cười lớn. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tao gặp loại người không biết lượng sức mình như mày, kể cả hôm nay bố của con nhóc này có đến thì e rằng cũng đánh không nổi 5 người bọn tao. Từ trước đến giờ chưa từng thấy kẻ nào dám nói nhiều như vậy trước mặt ngũ hành tăng của bang Thanh Xà. Ngũ hành tăng. Tiêu Chính Văn nhớ ra hình như đã từng nghe nói đến cái tên này. Ngũ hành chính là kim mộc thủy hỏa thổ, nghe có vẻ rất đáng sợ. Nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn, ngũ hành và tượng nặn tò he chả có gì khác biệt. Được đấy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, vậy thử xem ngũ hành tăng bọn mày có bản lĩnh lớn thế nào. Dứt lời. Anh liếc nhìn tấm màn lửa cháy càng lúc càng lớn, dưới chân có gió thổi qua, đi thẳng đến chỗ gã đàn ông gần tấm màn nhất. Bịch bịch bịch, ba đòn đấm liên tiếp. Ba đòn của Tiêu Chính Văn đều bị cánh tay đối phương chặn lại. Chỉ thế thôi à? Ánh mắt gã đó còn đang kinh ngạc, nhưng lại nhận ra mình chỉ bị đau phần thịt, nở nụ cười hung ác nói, ông đây còn cho rằng mày lợi hại thế nào? Xem chiêu của tao đây, vừa dứt lời. Cánh tay gã đột nhiên mọc ra một hàng răng sắc nhọn, mũi răng đen thui chỉ thiếu khắc lên hai chữ có độc. Nếu Tiêu Chính Văn không cẩn thận chúng phải đòn này, e là sẽ không thoát nổi cái chết. Hôm nay ông đây sẽ để mày mở mang tầm mắt, bản lĩnh của Kim Sĩ Yêu thuộc ngũ hành tăng bang Thanh Xà. Nói xong, gã vung tay đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đang đợi thời khắc này. Nếu không để gã bộc lộ hết chiêu thức thì sao có thể dễ dàng đoạt mệnh. Khi mũi răng còn cách khuôn mặt của Tiêu Chính Văn 1 cm, Tiêu Chính Văn vốn vẫn còn đang đứng trước mặt lại chỉ còn lại một cái bóng, rồi anh chạy nhanh ra sau lưng của gã đàn ông. Tốc độ đáng kinh ngạc này khiến người khác không theo kịp. Gã đàn ông không kịp thu lại cú đấm thép, khiến nó rơi vào không khí. Cả người theo quán tính lảo đảo tiến lên 2 bước. Nhưng gã vẫn chưa đứng vững đã cảm thấy sau cổ mình như bị ai đó cắn xé, một trận đau đớn truyền đến. Gã cắn răng quay người nhìn xem, người đó chính là Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bình tĩnh giữ chặt sau cổ gã, nhẹ nhàng nói, cổ lợn cũng có xúc cảm như thế sao? Lời chế giễu vừa dứt, tay trái anh đột nhiên hướng về trước, dễ dàng nhấc cả người Kim Sĩ Yêu lên, đi thẳng về phía tấm màn đang bốc cháy. A a a! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại ca tha mạng. Sau đó, là một loạt tiếng kêu rên thảm thiết. Kim Sĩ Yêu ban nãy còn đang giễu võ dương oai, giờ như cá nằm trên thớt chờ người khác giết thịt. Tiêu Chính Văn nhấc gã lên không trung, đột nhiên dừng tay. Kim Sĩ Yêu thấy ngọn lửa phía trước, đã thiêu rụi tóc mình, lúc này đang phát ra âm thanh tách tách, còn có cả mùi cháy khét. Sau đó, ánh mắt Tiêu Chính Văn sắc bén liếc những người khác, hỏi, nói đi, chúng mày muốn chết thế nào? Chương 550, chỉ đích danh 10.000 binh lính. Mẹ mày! Mày muốn chết à? Buông đàn em của tao ra. Trong 4 người còn lại, một gã đàn ông thân hình vạm vỡ với khí thế hung ác gào lên, nhấc lấy 2 cây rìu ở sau lưng, chân đạp trên đất lao tới chỗ Tiêu Chính Văn, bổ mạnh về phía cổ của anh. Tiêu Chính Văn cau mày, sát khí lạnh tanh tỏa ra từ trên người anh. Bịch! Anh thuận thế giơ chân lên, đạp mạnh vào mông Kim Sĩ Yêu, đá gã bay chừng vài mét, người gã va vào bức tường, đến mức tạo thành một cái lỗ hình người. Đồng thời, Tiêu Chính Văn nhanh chóng né cú bổ từ 2 cây rìu của gã đàn ông đó.
Rõ ràng đối phương rất tức giận, trong lúc vừa đuổi vừa bổ thì hung dữ hét lên, mày còn trốn. Để tao xem mày trốn được chỗ nào. Chết đi, cây rìu bổ thẳng lên cột tường, những viên đá vỡ chợt bắn tung tóe. Mỗi nhát bổ xuống đều quẹt qua phần cổ, chân tay và phần ngực bụng của Tiêu Chính Văn. Sau vài lần bổ rìu, đối phương thấy mình vẫn chưa đánh trúng Tiêu Chính Văn thì sốt ruột. Tiêu Chính Văn nhíu mày, khí thế bỗng tăng lên, cả người biến mất tại chỗ tựa như cái bóng. Khi đối phương phát hiện ra thì Tiêu Chính Văn đã xuất hiện ở sau lưng rồi. Anh tung một cú đấm mạnh vào lưng của gã đàn ông vạm vỡ đó, vang lên một tiếng bốp. Cú đấm này trông có vẻ đơn giản nhưng lực chứa trong nó lại vô cùng lớn, đủ để đập vỡ một chiếc xe tăng. Tiếng động lớn vang lên, gã đàn ông vạm vỡ đang cầm cây rìu trong tay còn chưa kịp phản ứng thì sau lưng đã chịu một cú đấm như sấm chớp, gã chợt bay ra ngoài chừng mười mấy mét, bịch, gã đụng gãy một cây cột rồi ngã xuống trong đống gạch vụn. Phụt, gã đàn ông vạm vỡ phun vài ngụm máu, ngã trong đống đổ nát, không dám nhúc nhích. Bởi vì gã cảm nhận được lưng mình sau khi chịu cú đấm vừa rồi, toàn bộ phần xương đã vỡ nát. Cả đời này gã cũng không thể đứng lên được nữa rồi. Tiêu Chính Văn thản nhiên liếc nhìn gã đàn ông vạm vỡ đang nằm dưới đất, rồi liếc qua ba người còn lại, lạnh lùng hỏi, nói tao biết, người đứng sau bọn mày là ai? Lúc này, ba người còn lại vô cùng hoang mang và hoảng sợ. Gã đàn ông trước mắt quá mạnh. Trong nháy mắt đã xử gọn hai người anh em của bọn họ rồi. Hai người đó đều có thực lực quân vương địa cấp 3 sau đó. Thằng nhãi, mày đừng có mà ngạo mạn, hôm nay mày phải chết. Cùng lên đi, không thể cho hắn thêm cơ hội nữa. Được. Ngay lúc đó, ba người còn lại cùng lao lên định giết Tiêu Chính Văn, chiêu nào cũng rất hiểm độc. Tiêu Chính Văn bất lực thở dài, bị ép phải đánh lại. Ầm ầm ầm. Chưa tới 3 phút, trên mặt đất lại có thêm ba người nằm ngã sóng xoài. Tiêu Chính Văn cất bước tới chỗ một người trong số đó, nhìn xuống đối phương, con dao quân đội năm cạnh chợt lóe lên, lạnh lùng nói, tao cho cơ hội cuối cùng, ai sai bọn mày tới đây? Đối phương cười ha hả, khuôn mặt u ám nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, nói, mày muốn biết hả? Không có cửa đâu, bọn tao sẽ không. Nhưng gã chưa kịp nói xong thì con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn đã đâm qua vai gã, khiến xương vai của gã bị gãy trong nháy mắt. A a a! Gã đàn ông vạm vỡ hét lên vô cùng thảm thiết, gã bụng lại chỗ vai bị chảy máu, vừa giận dữ vừa sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Mày định làm gì? Muốn giết muốn róc xương lóc thịt thì tùy mày, nhưng mày không thể giày vò bọn tao như vậy. Tên đó hét lên, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn đối phương, nói tao hỏi lần cuối, ai sai bọn mày tới, nói thì có thể sống, không nói, kết cục của bọn mày sẽ rất thảm. Không, không thể nào, mấy tên đó vẫn không nói. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, nói, mày đã lỡ mất một cơ hội được sống rồi. Dứt lời, con dao quân đội năm cạnh trong tay anh đâm qua trán gã, kết thúc mạng sống của gã. Anh hai, chú hai, ngay lập tức. Bốn người còn lại nhìn gã đàn ông chết thảm, mặt lộ vẻ tức giận. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn bọn họ, đi tới trước mặt Kim Sĩ Yêu, nhìn gã, hỏi, lựa chọn của mày là gì? Lúc này Kim Sĩ Yêu run lẩy bẩy, nhất là khi tiếp xúc ánh mắt tựa như tu la của Tiêu Chính Văn, gã càng hoảng sợ. Nhìn anh hai chết trên đất với tình trạng đáng sợ, gã trở mình quỳ dưới đất, cầu xin, tôi nói, mong anh tha mạng Kim Sĩ Yêu. Thằng khốn nạn! Sao mày có thể bán đứng chủ thuê chứ? Kim Sĩ Yêu, uống công mày là một trong ngũ hành tăng vậy mà lại không có khí phách như vậy. Mày thực sự đáng chết. Kim Sĩ Yêu, nếu mày dám nói thì bọn tao có thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh đâm ra tạo thành tia sáng màu bạc, rạch cổ của một người trong số họ. Phụt, tên đó trợn trừng mắt, bụng cái cổ đang chảy máu không ngừng rồi ngã xuống trong vũng máu. Co giật liên tục. Ngay lập tức, mọi người đều chết lặng. Kim Sĩ Yêu càng sợ hãi, vội cúi sát đất hét lên, thưa anh đừng giết tôi nói. Chúng tôi cũng do nhận nhiệm vụ trong bang nên mới tới đây, thực sự chúng tôi cũng không rõ chủ thuê là ai. Nói xong, Tiêu Chính Văn nhíu mày giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh đâm tới tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Khí thế này dọa Kim Sĩ Yêu lo sốt vó, hét lên. Nhưng có lẽ bang chủ của chúng tôi biết chủ thuê đứng sau là ai. Nghe thấy vậy,
Tiêu Chính Văn im lặng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Lúc này, Kim Sĩ Yêu cũng run lập cập, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, hỏi dò, thưa anh, chúng tôi được sống chứ? Tiêu Chính Văn nở nụ cười nham hiểm, lạnh lùng nói, tao nói bọn mày có thể sống lúc nào chứ? Gì cơ, chẳng phải vừa nãy anh vừa nói. Kim Sĩ Yêu lo lắng, vừa mở miệng nói thì một tia sáng bạc chợt lóe, gã thấy cổ mình lạnh ngắt, sau đó thấy ấm ấm. Sau đó gã ôm lấy cổ, ngã xuống vũng máu, không ngừng co giật. Hai người còn lại cũng bị Tiêu Chính Văn xử lý trong chốc lát. Làm xong tất cả, Tiêu Chính Văn mới chạy vội qua, ôm lấy Nana đã sợ hãi quá độ và ngất xỉu từ lâu. Anh lộ vẻ lạnh lùng, gọi một cú điện thoại, nói cho người tới xử lý, ngoài ra, triệu tập 300 thành viên điện thần Long, tôi muốn diệt bang Thanh Xà. Vâng, thưa Long Vương. Giọng nói vô cùng cung kính phát ra từ đầu kia điện thoại. Sau đó, Tiêu Chính Văn dẫn Nana quay về biệt thự. Sau khi thấy Nana bình an vô sự, Khương Vi Nhan khóc lóc sướt mướt. Tiêu Chính Văn nhìn hai mẹ con, âm thầm tự trách. Anh dặn dò vài câu đơn giản với Khương Vi Nhan rồi rời khỏi biệt thự, đi tới sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Chỉ đích danh 10.000 binh lính. Mọi người, đưa theo tất cả trang bị rồi lập tức xuất phát. Tiêu Chính Văn đứng trên bục điểm binh, mắt sáng như kiếm, liếc nhìn xuống 10.000 binh lính Bắc Lương. Tuy là sở chỉ huy quân đội Tu Hà nhưng lại có 50.000 binh lính Bắc Lương. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn lại là tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội. Thân phận này không thay đổi dù cho anh đã từ chức chủ soái Bắc Lương. Rõ. Trong chốc lát, 10.000 binh lính đồng thanh hô lên. Liếc mắt nhìn quanh, cả khu huấn luyện đều là biển người xanh sẫm, hừng hực oai phong quân đội. Chương 551, xem ông giết tôi kiểu gì. Thành phố Thanh Sơn, cách Tu Hà hơn 200 km, là một thành phố nhỏ hẻo lánh, bốn mặt là núi, núi cao san sát, phong cảnh rất đẹp, là một danh lam thắng cảnh du lịch hiếm có. Vì vậy, ngành du lịch của thành phố Thanh Sơn cũng thúc đẩy sự phát triển của không ít nhà dân địa phương, đồ ăn ngon, đặc sản và văn hóa nơi đây. Hơn nữa, gần thành phố Thanh Sơn còn có mấy mỏ ngọc thạch, nên nơi này còn có một ngành đặc biệt rất nổi tiếng, đó chính là cược ngọc. Ngành cược ngọc có lợi nhuận rất khủng. Vậy nên, rất nhiều thế lực bản địa cũng chen chân vào, từ đó trở nên giàu có. Bang Thanh Xà là một trong số đó, cũng là thế lực ngầm lớn nhất thành phố Thanh Sơn. Bang Thanh Xà này nắm hai trong số bốn mạch khoáng của thành phố Thanh Sơn, có 50.000 thành viên tổ chức, trải khắp mọi nơi trên cả nước. Lúc này, ở ngoại ô thành phố Thanh Sơn, trên sườn núi của ngọn núi lớn nhất, có một sơn trang chiếm mấy chục nghìn ha. Trong sảnh lớn của biệt thự sơn trang, hai hàng người ngồi chỉnh tề, đều là những thành viên cốt cán trong nội bộ bang Thanh Xà. Còn trên ghế chủ tọa, một người đàn ông vóc dáng khá vạm vỡ đang ngồi đó, lông mày xếch lên, mắt hổ, râu rồng. Lão chính là người nắm quyền của bang Thanh Xà, Thượng quan Thanh Long. Lúc này, sắc mặt Thượng quan Thanh Long hơi u ám, lạnh lùng hỏi, chuyện ở Tu Hà đã có kết quả chưa? Một người đàn ông trung niên gầy gò, sắc mặt lạnh lẽo bên dưới, đứng dậy đáp, đại ca, đã cử huyết nguyệt và ngũ hành tăng đi, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ. Thượng quan Thanh Long gật đầu nói, ừ, tốt nhất cứ liên lạc đi, đừng để chủ thuê chờ quá lâu. Vâng. Dứt lời, người đàn ông gầy gò kia gọi điện thoại cho ngũ hành tăng. Nhưng không ai nghe máy. Lại gọi tiếp, vẫn không ai nghe máy. Lúc này thì người đàn ông trung niên kia đã hơi hoảng. Sao thế lão tứ, Thượng quan Thanh Long lạnh lùng hỏi. Lão tứ kia sắc mặt u ám đáp, không ai nghe máy ạ. Thượng quan Thanh Long nghe thấy thế thì nhíu mày. Cũng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một tên thuộc hạ cúi người chạy vào, quỳ một gối xuống, chắp tay nói, tứ gia, Long gia, bên ngoài có người đưa quà tới ạ. Quà. Thượng quan Thanh Long nghe thấy thế thì sầm mặt xuống, nhìn tất cả các anh em đang có mặt, hỏi, gần đây có ai sinh nhật không? Mọi người đều lắc đầu. Tứ gia vội vàng truy hỏi, là ai mang tới? Tên thuộc hạ kia lắc đầu đáp, đối phương không để lại tên họ, chỉ bảo người đưa hàng chuyển lời, nói là tứ gia và Long gia xem rồi sẽ biết hạ. Thượng quan Thanh Long nghe vậy thì vung tay lên nói, mang quà lên đây. Chẳng mấy chốc, tám người vất vả khiêng một chiếc hòm gỗ đen rất lớn vào. Một tiếng rầm vang lên, chiếc hòm gỗ đen kia hạ xuống đất, làm một lớp bụi bay lên.
mấy người khiêng hòm gỗ cũng mệt đến mức thở phì phò, kêu lên, chiếc hòm này nặng kinh khủng, không biết đựng cái gì nhỉ. Lúc này, Thượng quan Thanh Long và các thành viên cốt cán khác của bang Thanh Xà đã đến trước chiếc hòm gỗ đen. Mở ra, sắc mặt lão u ám nói. Mấy tên thuộc hạ kia lập tức dùng xà beng cạy chiếc hòm gỗ đen ra. Mùi máu tanh nồng lập tức xộc vào mũi, lan khắp cả sơn trang. Mấy tên thuộc hạ cạy hòm đều sợ hãi lùi lại mấy bước, ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch chỉ vào chiếc hòm gỗ, hét lên, người chết. Mấy người thượng quan Thanh Long chỉ nhìn một cái liền nổi giận. Nhất là Tứ Gia, nhìn thấy 6 cái xác trong hòm, ông ta liền nổi trận lôi đình, quát hỏi mấy tên thuộc hạ, người gửi hàng đâu rồi? Tứ Gia, đi mất rồi ạ, một tên thuộc hạ trả lời. Bắt lại cho tôi, Tứ Gia tức giận gầm lên, không cần đâu. Sắc mặt thượng quan Thanh Long u ám nói, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ khiêng cái hòm xuống, nói tìm chỗ rừng núi chôn đi. Sau đó, lão lạnh lùng nhìn về phía Tứ Gia, hỏi, đây là người anh sắp xếp sao? Tứ Gia Ngô Kỳ Lôi cũng vội vàng giải thích, Long Gia, việc này, Huyết Nguyệt và Ngũ Hành Tăng cũng là những người khá lợi hại trong hội chúng ta, ai ngờ được chuyện lại thế này chứ? Thượng quan Thanh Long tức giận nói, bất kể thế nào, nếu đối phương đã dám gửi người tới, thì chính là khiêu khích trắng trợn. Chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Long Gia, anh yên tâm, tôi đi giải quyết chuyện này ngay đây. Ngô Kỳ Lôi cúi người đáp. Tốt nhất là giải quyết gọn gàng sạch sẽ, phía chủ thuê đang chờ câu trả lời của chúng ta đấy. Thượng quan Thanh Long lạnh lùng nói rồi phất tay áo bỏ đi. Sau khi đám người rời đi, Ngô Kỳ Lôi mới sầm mặt xuống, tức giận nói với thuộc hạ bên cạnh, lập tức điều tra rõ ràng căn cơ và thực lực của đối phương, dám giết người của tôi sẽ băm vằm hắn thành nghìn mảnh. Vâng, thưa Tứ Gia, tên thuộc hạ nói. Lúc đầu, Ngô Kỳ Lôi cũng không quan tâm đến nhiệm vụ này lắm, chỉ tùy tiện giao cho người của mình làm. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này, khiến ông ta rất bực mình. Giao việc xong, Ngô Kỳ Lôi liền bảo thuộc hạ đưa đến mỏ, kiểm tra tình hình khai thác ngọc thạch. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Ngô Kỳ Lôi lại hẹn mấy ông chủ đến hộp đêm Thanh Sơn lớn nhất thành phố. Hộp đêm này thuộc sở hữu của Ngô Kỳ Lôi, cũng là hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố Thanh Sơn. Đàn ông chỉ cần vào đây thì chắc chắn không muốn về nữa. Lúc này, trong phòng bao sang trọng nhất, to nhất trên tầng thượng hộp đêm, lộng lẫy rực rỡ, người đẹp như mây, tụ tập ồn ào. Ngô Kỳ Lôi và mấy người bạn đã uống mấy lượt, rồi ông ta đập mạnh ly rượu xuống đất, tức giận nói, mẹ kiếp, hôm nay đúng là bực mình. Sao thế Tứ Gia, còn có chuyện khiến ông phải bực mình cơ à? Một ông chủ béo ục ịch cười hỏi. Ngô Kỳ Lôi giang tay, ôm hai người đẹp bốc lửa, nói, còn chuyện gì được chứ, mấy thanh đao tốt trong tay tôi bị gãy hết rồi. Khốn kiếp, có kẻ dám động vào người của Tứ Gia cơ à? Tứ Gia, thành phố Thanh Sơn này là của bang Thanh Xà các ông, ai dám ra tay với người của ông chứ? Có người hỏi dồn. Sắc mặt Ngô Kỳ Lôi u ám, hút điếu xì gà, đáp, không phải người ở thành phố Thanh Sơn, mà ở Tu Hà. Tu Hà. Mấy người đều sững sờ. Ngô Kỳ Lôi cũng kể lại nhiệm vụ mình đã nhận. Tiêu Chính Văn, hình như tôi từng nghe nói, có phải là thằng vô dụng của nhà họ Khương ở Tu Hà không? Là tàn dư của nhà họ Tiêu đã bị diệt vào 5 năm trước hả? Lúc này, một người đàn ông mặc vest hoài nghi hỏi. Ngô Kỳ Lôi nghe thấy thế thì gật đầu đáp, đúng, chính là hắn. Thằng khốn đấy, một thằng rác rưởi mà dám giết 6 người của tôi. Thù này không báo tôi thề không làm người. Ngô Kỳ Lôi tức giận nói. Người đàn ông mặc vest kia nói tiếp, Tứ Gia, tên Tiêu Chính Văn này không đơn giản đâu. Tôi có bạn bè quen biết ở Tu Hà, nghe nói võ đường nhà họ Hàn ở tỉnh bị hắn lật đổ đấy. Ngô Kỳ Lôi nghe thấy thế thì nhíu mày, nói, ông nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Nghe nói tên Tiêu Chính Văn này là lính xuất ngũ, thực lực bản lĩnh không tầm thường, người đàn ông mặc vest kia tiếp lời. Ngô Kỳ Lôi sầm mặt xuống, tức giận nói, cũng chỉ là một tên lính xuất ngũ mà thôi, có thể gây nên sóng gió gì chứ? Những kẻ mà bang Thanh Xà tôi muốn đối phó thì không ai có thể sống sót cả. Chỉ cần hắn dám xuất hiện ở đây, tôi sẽ giết luôn hắn. Rầm. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đạp tung ra, một bóng dáng mang theo khí lạnh ngút trời bước vào. Thế à, vậy để tôi xem Tứ Gia của bang Thanh Xà giết tôi kiểu gì? Chương 552,
đêm nay không còn Băng Thanh Xà nữa. Nghe thấy thế, cả phòng bao lập tức yên tĩnh lại. Lúc này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn ra cửa chính. Nơi đó, một cái bóng lạnh lùng bước vào, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản. Mọi người há hốc miệng, ai cũng sửng sốt. Ngô Kỳ Lôi có phản ứng đầu tiên, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn đang bước từ ngoài cửa vào, tức giận gầm lên, mẹ kiếp mày là ai? Ai cho mày xông vào đây, muốn chết à? Đến giờ, những người khác mới tỉnh táo lại, đua nhau chỉ tay vào mặt Tiêu Chính Văn mắng chửi, mẹ kiếp, mày là ai hả? Có biết đây là đâu không? Chán sống à, bảo vệ đâu, đuổi cổ hắn ra ngoài, đánh gãy chân luôn. Chắc thằng nhãi này chưa chết bao giờ. Bị mọi người chửi bới, sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn bình thản, bước thẳng tới chiếc sofa đối diện bọn họ ngồi xuống, hai chân vắt chéo, lấy một bao thuốc ra, châm một điếu rồi thản nhiên hút. Ngô Kỳ Lôi thấy thế thì điên tiết, lập tức đứng dậy mắng Tiêu Chính Văn, oát con. Mày muốn chết đấy à? Tao cho mày một cơ hội cầu xin, lập tức quỳ xuống xin lỗi vì sự lỗ mãng vừa nãy và sự vô lễ hiện giờ. Nếu không, tao cho người giết cả nhà mày. Ha ha! Tiêu Chính Văn nhìn Ngô Kỳ Lôi, nói tứ gia Băng Thanh Xà, Ngô Kỳ Lôi hả? Hừ, mày biết là tốt, tao chính là tứ gia của Băng Thanh Xà. Nếu mày đã biết tao thì nên biết, đắc tội tao sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, Ngô Kỳ Lôi vô cùng tự tin nói. Mấy người bạn và ông chủ bên cạnh cũng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt đùa cợt. Thằng oát đột ngột xông vào này đúng là không biết trời cao đất dày. Nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Chính Văn lại bình thản nói, Ngô tứ gia, vậy ông có biết đắc tội với tôi thì sẽ có kết cục gì không? Mọi người nghe thấy thế thì cười ầm lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám nói với Ngô Kỳ Lôi những lời như vậy ở thành phố Thanh Sơn. Ha ha ha, oát con, mày bị đần độn à? Đây là thành phố Thanh Sơn, là địa bàn của Băng Thanh Xà đấy. Người đứng trước mặt mày là Ngô tứ gia của Băng Thanh Xà, dưới một người trên vạn người đấy. Ngay cả Ngô Kỳ Lôi cũng phải bật cười, nói, oát con, tao không hiểu ý của mày lắm. Tiêu Chính Văn nhún vai đáp, vậy tôi sẽ giúp Ngô tứ gia hiểu rõ hơn. Dứt lời, Tiêu Chính Văn ném luôn một chiếc nhẫn xuống trước mặt ông ta. Sắc mặt Ngô Kỳ Lôi u ám, cầm chiếc nhẫn lên, lập tức nhíu mày, ánh mắt tỏa ra sát khí thấu xương. Sau đó, ông ta tỏ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, hỏi, mày chính là tên Tiêu Chính Văn ở Tu Hà sao? Đúng vậy, xem ra Ngô tứ gia nhớ ra rồi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Mẹ ơi! Không khí trong phòng bao lập tức trầm xuống, sắc mặt mọi người đều khó coi. Mẹ kiếp! Không ngờ Tiêu Chính Văn ở Tu Hà chạy đến tận thành phố Thanh Sơn. Hắn đang trả thù sao? Điên rồi chắc! Dám trả thù ở thành phố Thanh Sơn! Ngô Kỳ Lôi cũng biến sắc, sau đó lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, nói, được được được. Mày đúng là khiến tao bất ngờ, còn đích thân đến tận thành phố Thanh Sơn. Nói thật là bây giờ tao thấy hơi phục mày đấy. Nếu mày có thể giết được Huyết Nguyệt và Ngũ Hành Tăng, thì chứng tỏ thực lực của mày không kém. Sao nào, có muốn theo tao làm việc không? Tao đảm bảo cho mày được hưởng vinh hoa phú quý, trở thành nhân vật được mọi người ngưỡng mộ ở thành phố Thanh Sơn. Tiêu Chính Văn nhíu mày đáp, xin lỗi nhé, hôm nay tôi đến không phải để bàn chuyện này. Thế mày đến làm gì? Ngô Kỳ Lôi nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bình thản đáp, lấy mạng ông. Rắc! Không khí trong phòng bao như nứt ra, trở nên vô cùng nặng nề. Mấy người còn lại, cho dù là đồ ngốc, thì lúc này cũng cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt trên người Tiêu Chính Văn. Thằng nhãi này đến để trả thù thật. Ha ha ha! Ngô Kỳ Lôi nghe thấy thế, bật cười nói, oát con, tuy tôi rất tán thưởng cậu. Nhưng nếu cậu không thức thời thì đừng trách tôi độc ác. Người đâu? Ngô Kỳ Lôi gầm lên giận dữ, ung dung ngồi xuống sofa, chờ thuộc hạ của mình xông vào, sau đó bắt tên khốn không biết trời cao đất dày này lại, để ông ta trà đạp hành hạ. Nhưng, chờ nửa phút vẫn không thấy ai. Ngô Kỳ Lôi cáu kỉnh, lại gầm tiếp, mẹ kiếp. Vào đây cho tao, nhưng vẫn không có một ai bước vào. Lúc này, sắc mặt Ngô Kỳ Lôi đã rất khó coi. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, xem ra lệnh của Ngô tứ gia không có tác dụng rồi, có cần để tôi thử không? Ngô Kỳ Lôi nghe thấy thế thì nhíu mày. Sau đó, Tiêu Chính Văn gọi, tất cả vào đây đi. Cộp cộp cộp.
Tiếng bốt quân đội giẫm xuống nền gạch bỗng vang lên, vang khắp cả hành lang bên ngoài. Sau đó, mấy chục binh lính vũ trang đầy đủ, cầm súng xông vào. Trang phục chiến đấu màu xanh đậm, đội mũ sắt, còn vẽ mặt. Khoảnh khắc bọn họ bước vào, Ngô Kỳ Lôi và mấy người bạn của ông ta đều hết hồn. Vãi trưởng! Chuyện gì thế này, binh lính? Sắc mặt Ngô Kỳ Lôi kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn đang chậm rãi đứng dậy, cố nén sự sợ hãi trong lòng, hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Tiêu Chính Văn đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Kỳ Lôi, nói, ra tay với con gái tôi, lẽ nào ông chưa xem tư liệu về tôi sao? Ngô Kỳ Lôi sầm mặt, ông ta có điều tra, nhưng thông tin nhận được thì Tiêu Chính Văn chỉ là một thằng ở rể của nhà họ Khương Tu Hà mà thôi, đâu có nói hắn có thể điều động lực lượng đến mức này chứ. Ngô Kỳ Lôi thấy hoảng hốt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói, người anh em, oan gia nên giải không nên kết, chuyện mấy ngày trước là do bang Thanh Xà chúng tôi không đúng, tại đây tôi xin lỗi cậu, mong cậu giơ cao đánh khẽ. Ngày mai, tôi sẽ đích thân đến tận Tu Hà, xin lỗi phu nhân và tiểu thư. Mấy người bên cạnh nghe thấy thế đều há hốc miệng. Ai mà ngờ được tứ gia của bang Thanh Xà đứng đầu thành phố Thanh Sơn lại cúi đầu nhún nhường như vậy chứ? Nhưng Ngô Kỳ Lôi không thể không cúi đầu nhún nhường được, có thể điều động được số binh lính như vậy, chứng tỏ thân phận của tên Tiêu Chính Văn này không hề đơn giản. Lại nghĩ đến chủ thuê đằng sau bỏ ra một số tiền lớn muốn giết hắn, càng cho thấy tên Tiêu Chính Văn này chắc chắn không phải người tầm thường. Nhiệm vụ lần này bang Thanh Xà không thể nhận nữa. Nhưng Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng nhìn ông ta, nói, xin lỗi nhé, bây giờ ông nhận sai thì muộn rồi. Thịch, Ngô Kỳ Lôi nhíu mày, cố nén sự tức giận trong lòng, nói, thế cậu muốn sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp, nói cho tôi biết là ai đứng sau sai khiến, nói ra thì ông có thể dẫn người rời đi. Nếu ông không nói, đêm nay, thành phố Thanh Sơn sẽ không còn Ngô Tứ Gia, cũng không còn bang Thanh Xà nữa. Nghe những lời ngông cuồng của Tiêu Chính Văn, Ngô Kỳ Lôi nổi giận, gầm lên, người anh em, làm người đừng có vênh váo quá. Cho dù cậu có thể điều động lực lượng như này, nhưng dù gì đây cũng là thành phố Thanh Sơn, là địa bàn của bang Thanh Xà tôi. Hơn nữa, bang Thanh Xà chúng tôi cũng không phải là phường ăn hại, riêng ở thành phố Thanh Sơn, chúng tôi đã có 30.000 anh em, còn có vũ khí nữa. Tôi khuyên cậu dừng lại chuyện này ở đây, đừng có được voi đòi tiên, nếu không, bất kể cậu là ai, đắc tội bang Thanh Xà chính là đắc tội với Diêm Vương. Cùng với tiếng gầm của Ngô Kỳ Lôi, phòng bao bỗng trở nên im phăng phắc. Nhưng Tiêu Chính Văn lại cười mỉa, nói, vậy sao? Tôi muốn xem Diêm Vương của bang Thanh Xà là ai, có thu phục nổi tôi không? Chương 553, quỳ xuống đón tiếp. Ngô Kỳ Lôi nghe thấy thế thì sầm mặt xuống. Đối phương đúng là vênh váo quá, đây rõ ràng là muốn đối đầu với Ngô Kỳ Lôi ông ta và bang Thanh Xà. Người anh em, cậu thực sự muốn làm vậy sao? Không nể mặt bang Thanh Xà chút nào à? Các cụ có câu phép vua còn thua lệ làng, bang Thanh Xà chính là người đứng đầu của thành phố Thanh Sơn, còn cậu nghĩ mình là vua sao? Ngô Kỳ Lôi hỏi ngược lại, ánh mắt lạnh lùng nói, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi khuyên cậu hãy nghĩ cho kỹ hậu quả khi đối đầu với bang Thanh Xà chúng tôi đi. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì đứng dậy, bước từng bước tới trước mặt Ngô Kỳ Lôi, giơ chân lên đá ông ta bay ra, va vào quầy rượu bên cạnh. Rượu vang vương vãi đầy đất. Phụt! Ngô Kỳ Lôi phun ra một ngụm máu, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt oán độc. Còn anh lại lạnh lùng nhìn ông ta, nói có phải là vua hay không, ông cứ thử sẽ biết. Nhưng tiếc là, chắc ông không còn cơ hội nữa. Ngô Kỳ Lôi nghe thấy vậy, bỗng cả người run rẩy, hỏi ngược lại, cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, đây là thành phố Thanh Sơn, nếu cậu dám làm gì tôi, thì chắc chắn không bước ra nổi hộp đêm này đâu. Ngô Kỳ Lôi đã thấy sợ, bởi vì ông ta đã nhìn ra được sát khí rất đáng sợ trong mắt Tiêu Chính Văn. Đối phương thực sự muốn lấy mạng của ông ta. Vậy sao, ông nhìn ra ngoài xem tôi có thể bước ra khỏi hộp đêm này hay không, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Đám bạn của Ngô Kỳ Lôi nghe thấy thế liền chạy ngay đến cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn xuống, lập tức sợ đến mức cả người run rẩy. Thậm chí, có người còn ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt kinh hãi. Có người thì ngất luôn tại chỗ. Phóng mắt nhìn ra, ở tầng dưới là biển người màu xanh lá đậm không nhìn thấy điểm cuối, tất cả đều vũ trang đầy đủ, mang theo súng ống.
Bọn họ như những thanh kiếm lạnh lẽo trong đêm, sừng sững giữa đất trời. Sát khí tỏa ra bốn phía. Chỗ này ít nhất cũng phải 10.000 binh lính. Trời ơi! Hộp đêm bị 10.000 binh lính bao vây rồi. Rốt cuộc băng thanh xà đã động đến nhân vật tầm cỡ nào vậy? 10.000 binh lính đấy. Thực lực này đủ để tiêu diệt cả thành phố Thanh Sơn. Ngô Kỳ Lôi nhìn thấy phản ứng của đám bạn, trong lòng cũng run rẩy, vội vàng chạy đến trước cửa sổ, cúi xuống nhìn. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, Ngô Kỳ Lôi liền chết sững. Chấn động! Ông ta đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hồn vía lên mây. Những người lính này đều được vũ trang đầy đủ đó, tròn 10.000 người. Phải có thực lực mạnh đến đâu, mới có thể dẫn theo 10.000 binh lính, vượt hơn 200 km từ Tu Hà đến thành phố Thanh Sơn chứ. Hơn nữa, 10.000 binh lính vào thành phố mà không khiến binh lính canh gác của thành phố Thanh Sơn chú ý đến sao? Vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó chính là đẳng cấp nhiệm vụ mà 10.000 binh lính này chấp hành cao ngang bằng với nhiệm vụ canh giữ của binh lính canh gác ở địa phương. Đồng thời còn một khả năng nữa, đó chính là người dẫn đầu 10.000 binh lính này có thân phận, địa vị cao bằng tổng tư lệnh của binh lính canh gác ở thành phố Thanh Sơn. Ôi mẹ ơi! Ngô Kỳ Lôi nghĩ đến đây thì hoảng sợ thực sự. Ông ta quay đầu lại, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt kinh ngạc, run rẩy hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Ha ha! Tiêu Chính Văn cười đáp, tôi chỉ là một thằng ở rể vô dụng của nhà họ Khương ở Tu Hà thôi. Ngô Kỳ Lôi nghe thấy vậy, cảm giác như bị vả vào mặt đôm đốp. Mẹ kiếp, đây là sức mạnh và thủ đoạn mà một thằng ở rể vô dụng có được chắc. Sau đó, ông ta nhíu mày nói, người anh em, tôi sai rồi, phải làm sao thì cậu mới tha cho chúng tôi. Đã đến lúc này rồi, chỉ đành nhận lỗi để được sống thôi. Tiêu Chính Văn nhướng mày, đáp tha cho các ông. Cũng được thôi, tôi muốn biết kẻ chủ mưu đứng sau ra tay với con gái tôi là ai. Ngô Kỳ Lôi nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Ông ta nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, nói cậu nên biết, làm nghề này như chúng tôi mà bán đứng chủ thuê thì coi như tự cắt đứt đường sống. Vậy sao, nếu bây giờ ông không nói thì cũng chết thôi. Hơn nữa, ông hãy tin là, cho dù ông không nói thì tôi cũng có thể điều tra ra được. Đến lúc đó, không chỉ là ông, mà băng thanh xà cũng sẽ trở thành dĩ vãng của thành phố Thanh Sơn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, giữa đôi lông mày bắn ra sự lạnh lẽo thấu xương. Ngô Kỳ Lôi nhăn nhó, nghĩ một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, thực ra, tôi cũng không biết chủ thuê phía sau là ai. Nhiệm vụ này do Long Gia giao cho tôi, tình hình cụ thể chắc chỉ có Long Gia là biết rõ. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì nhíu mày. Thấy Tiêu Chính Văn biến sắc, Ngô Kỳ Lôi vội vàng nói, nhưng tôi biết đối phương là một người có máu mặt ở Long Kinh. Thân phận và địa vị rất cao, có thế lực mạnh mẽ ở Long Kinh. Tôi chỉ biết được chừng đó, bây giờ nói hết cho cậu biết rồi, mong cậu tha cho chúng tôi. Tiêu Chính Văn nghe Ngô Kỳ Lôi nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta rồi xoay người bỏ đi. Sau khi anh rời đi, mười mấy binh lính trong phòng bao liền bắt hết đám người Ngô Kỳ Lôi lại. Lúc này, Tiêu Chính Văn đứng dưới tầng 1 của hộp đêm, bình thản hút một điếu thuốc, sau đó vung tay lên, nói, xuất phát. Vừa dứt lời, 10.000 binh lính bỗng dưng cất bước, chạy thẳng đến Ngọc Đỉnh Phong. Lúc này, trong sơn trang ở Ngọc Đỉnh Phong, Thượng quan Thanh Long ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm, hỏi tên thuộc hạ trước mặt, vẫn chưa liên lạc được với tứ gia sao. Tên thuộc hạ kia vô cùng hoảng hốt, đáp vẫn chưa ạ. Dầm, một người ở bên dưới lập tức đập vào tay vịn ghế, tức giận nói, lão Ngô Kỳ Lôi này ngày càng hỗn xược. Thế này thì coi thường đại ca quá. Hừ, đại ca, có cần tôi bảo người đến hộp đêm của ông ta xem sao không? Một người khác lên tiếng hỏi. Sắc mặt Thượng quan Thanh Long u ám, đang định mở miệng nói, thì một tên thuộc hạ vội vàng xông vào, vừa lăn vừa bò dưới đất, kêu lên, Long ra, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Thượng quan Thanh Long nhíu mày, nói đi. Tên thuộc hạ kia thở hổn hển nói. Vừa rồi có tin từ hộp đêm truyền tới, đám tứ gia bị một toán binh lính bắt đi. Hơn nữa, cả hộp đêm Thanh Sơn đã bị san bằng rồi ạ. Nghe thấy thế, tất cả mọi người trong sảnh lớn đều há hốc miệng. Sao cơ, tứ gia bị bắt á? Hộp đêm Thanh Sơn cũng bị san bằng rồi sao? Có chuyện gì vậy? Ở thành phố Thanh Sơn,
ai lại to gan bắt tứ gia của bang Thanh Xà chứ? Ai nấy đều tỏ vẻ tức giận và kinh ngạc. Người đứng đầu là Thượng quan Thanh Long cũng vô cùng tức giận, đập một cái khiến cái bàn vỡ vụn, gầm lên, được. Được lắm, dám bắt người của bang Thanh Xà ở thành phố Thanh Sơn, bất kể hắn là ai thì tôi cũng phải băm vằm thành nghìn mảnh. Người đâu, lập tức thông báo với bên dưới, tất cả các thành viên của bang Thanh Xà tập hợp. Để tôi xem đối phương là ai mà chán sống như vậy. Vừa dứt lời, một tên thuộc hạ khác lại lao vào, kêu lên, Long gia, bên ngoài có người xông vào, còn nói cái gì? Thượng quan Thanh Long tức giận nói. Tên thuộc hạ kia vội đáp, còn nói, muốn tất cả mọi người trong bang Thanh Xà ra cửa quỳ xuống đón tiếp, chương 554 cho các ông 10 phút. Một câu nói lập tức giấy lên sóng to gió lớn. Trong sảnh lớn, tất cả các thành viên của bang Thanh Xà đều phẫn nộ. Láo toét, đúng là láo toét quá. Dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Thằng Watt ngu dốt, xông vào đại bản doanh của bang Thanh Xà, đúng là chán sống. Long gia, để tôi dẫn 100 người cho hắn biết tay. Thượng quan Thanh Long vung tay lên, sắc mặt lạnh tanh, nói, không. Chúng ta cùng đi, nếu hắn đã dám xông vào chỗ chúng ta, thì tôi cũng muốn xem rốt cuộc cái tên không biết trời cao đất dày này là ai. Hắn lấy đâu ra lá gan đó. Hơn 20 năm rồi, nhưng chưa từng thấy ai dám làm loạn trước cửa bang Thanh Xà như vậy. Thượng quan Thanh Long nhanh chóng dẫn theo hơn 100 thành viên cốt cán của bang Thanh Xà, đến cổng Sơn Trang. Đám người đưa mắt nhìn qua, liền thấy một bóng dáng đơn độc, đang chắp tay sau lưng đứng trước cổng, lạnh lùng nhìn bọn họ. Thằng Watt ngu dốt, cậu là ai mà dám xông vào cửa bang Thanh Xà của tôi? Một người đàn ông trung niên to béo lạnh lùng chất vấn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo bắn qua, nói, xông vào thì sao chứ? Khốn kiếp, cửa bang Thanh Xà không phải người nào cũng có thể xông vào được đâu, cậu dám một thân một mình đến đây, không sợ chết à? Người đàn ông béo kia lại hỏi. Tiêu Chính Văn cười nhạt đáp, đêm nay, thành phố Thanh Sơn sẽ không còn bang Thanh Xà, tôi đến để nhặt xác. Cậu, đồ đần độn ngông cuồng. To gan, dám đến đây để nhặt xác. Cậu ăn phải gan hùm mật báo à? Ha ha ha, nực cười, chỉ có mỗi cậu mà cũng dám ăn nói ngông cuồng sao? Các thành viên cốt cán của bang Thanh Xà đều tỏ vẻ tức giận và cười cợt. Nhưng, Tiêu Chính Văn lại thản nhiên lắc đầu, nói ai bảo là chỉ có mình tôi chứ? Vừa dứt lời, phía sau Tiêu Chính Văn xuất hiện từng đội binh lính vũ trang đầy đủ, sắc mặt lạnh lùng, sát khí ngút trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thượng quan Thanh Long vẫn im lặng nãy giờ. Lúc này mới lạnh lùng lên tiếng, cậu đã bắt Ngô Kỳ Lôi, san bằng hộp đêm Thanh Sơn sao? Đúng, chính là tôi, Tiêu Chính Văn đáp. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Thượng quan Thanh Long cười to, oát con, tuy tôi không biết cậu lấy tự tin ở đâu ra, nhưng cậu muốn dựa vào mấy chục binh lính sau lưng cậu để nhặt xác cho bang Thanh Xà tôi, liệu có nổ quá không vậy? Lão nói xong, mấy trăm tên thuộc hạ của bang Thanh Xà nhanh chóng chạy từ trong sơn trang ra. Ai nấy đều cầm súng. Bọn họ vừa xuất hiện liền đối đầu với mấy chục người phía bên Tiêu Chính Văn. Các thành viên cốt cán của bang Thanh Xà chứng kiến cảnh này đều cười khẩy. Không biết tự lượng sức mình, tưởng dẫn theo mấy chục tên lính thì là thiên hạ vô địch chắc. Ha ha, thằng ngu này từ đâu đến, còn đòi nhặt xác cho chúng ta, đúng là ngu xuẩn. Long ra, giết luôn đi. Thượng quan Thanh Long lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Nói, bây giờ thì cậu nghĩ có nhặt xác được cho chúng tôi không? Tiêu Chính Văn cười nhạt, đáp bang Thanh Xà không hổ danh là bang nhóm đứng đầu thành phố Thanh Sơn, chỉ là không biết mấy trăm người này có chống lại được 10.000 người của tôi hay không? Sao cơ, 10.000, ha ha ha, cậu điên rồi chắc, cậu lấy đâu ra 10.000 người? Chết cười, thằng nhãi này chắc không phải trốn từ viện tâm thần ra đấy chứ? Quát con, cậu nhìn cho rõ đi. Đằng sau cậu có mấy chục người thôi, 10.000 ở đâu ra vậy? Mọi người mỉa mai không ngừng. Nhưng, tiếng cười của bọn họ bỗng ngừng bặt, bởi vì, bọn họ phát hiện, không biết từ bao giờ mà ngày càng có nhiều binh lính. 100, 500, 1.000, thậm chí ngày càng nhiều. Dường như bọn họ vẫn luôn hòa vào đêm đen, cho đến bây giờ mới xuất hiện. Nếu nhìn từ trên cao sẽ phát hiện. Ngọc Đỉnh Phong lúc này đã bị các binh lính dày đặc chiếm lĩnh. Nhìn các binh lính xuất hiện xung quanh càng lúc càng nhiều, các thành viên cốt cán của bang Thanh Xà cũng hoảng hốt,
Sao lại thế được? Sao lại bất ngờ như vậy? Không ngờ đám lính này đã ẩn náu quanh đây ngay từ đầu. Thật là đáng sợ. Ngay cả thượng quan Thanh Long, lúc này cũng nhíu mày, nhìn các binh lính đột ngột xuất hiện xung quanh với ánh mắt kinh ngạc. Lão lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, nhướng mày hỏi, cậu là ai? Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói, sao nào, Long gia của bang Thanh Xà mà không biết tôi là ai sao? Xem ra món quà của tôi công cốc rồi. Quà! Thượng quan Thanh Long và những người khác bỗng hiểu ra, cậu chính là tên Tiêu Chính Văn của nhà họ Khương ở Tu Hà. Thượng quan Thanh Long lạnh lùng hỏi, ánh mắt đầy khó tin và hoài nghi. Chẳng phải hắn là một thằng ở rể vô dụng sao? Tại sao lại có thực lực lớn như vậy? Không ngờ lại điều động được nhiều binh lính như vậy. Sao thế? Ông bất ngờ lắm à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Thượng quan Thanh Long bật cười, đáp, đúng là rất bất ngờ. Vốn dĩ tôi tưởng cậu chỉ là một người bình thường, bây giờ xem ra, cậu còn lợi hại hơn những gì chúng tôi điều tra được. Nếu cậu đã dẫn được nhiều lính đến như vậy, tức là cậu cũng có thực lực. Nói đi, cậu muốn giải quyết thế nào? Thượng quan Thanh Long không ngốc, lão sẽ không đắc tội với bất cứ ai mà lão không biết rõ. Tiêu Chính Văn mỉm cười đáp, tôi muốn biết chủ thuê phía sau. Thượng quan Thanh Long nghe thấy thế thì nhíu mày, nói tuy cậu khiến tôi rất bất ngờ, nhưng vẫn chưa đến mức khiến tôi sợ hãi mà bán đứng chủ thuê phía sau. Vậy nên rất xin lỗi, cậu không có tư cách được biết. Lão nói xong, ánh mắt Tiêu Chính Văn bắn ra khí lạnh thấu xương, nói, vậy tôi chỉ đành xóa sổ bang Thanh Xà trước, rồi lại hỏi ông tiếp. Ha ha ha! Thượng quan Thanh Long bật cười, nói, oát con, cậu ngông cuồng lắm. Cả thành phố Thanh Sơn này, ai mà chẳng biết bang Thanh Xà tôi là vua. Cậu muốn diệt bang Thanh Xà thì chẳng khác gì hủy cục diện đã được hình thành mấy chục năm ở thành phố Thanh Sơn. Cậu nghĩ, với thực lực của cậu thì có làm được không? Long gia nói đúng, một thằng oát không biết trời cao đất dày, còn mơ tưởng tiêu diệt được bang Thanh Xà, đúng là không biết tự lượng sức. Oát con, chúng tôi cho cậu thời gian, chúng tôi muốn xem cậu tiêu diệt bang Thanh Xà kiểu gì. Nực cười, cậu ta tưởng bang Thanh Xà chúng ta là phường ăn hại sao? Bị mọi người mỉa mai, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn thản nhiên lắc đầu, nói, được thôi, 10 phút sau, thành phố Thanh Sơn sẽ không còn bang Thanh Xà nữa. Anh vừa nói xong, xung quanh bỗng nổi gió lạnh, khiến tất cả mọi người đều không nhịn được rùng mình. Ánh mắt thật là đáng sợ, khí thế thật là kinh khủng, sao thằng oát này lại tự tin đến vậy nhỉ? Thời gian trôi qua từng chút một. 5 phút sau, cuối cùng cũng có người không nhịn được, cười nói, oát con. Lẽ nào cậu bảo khiến bang Thanh Xà biến mất khỏi thành phố Thanh Sơn chỉ là chém gió lạnh ở đây thôi sao? Tiêu Chính Văn nhướng mày, cười khẩy nói, ông tên là gì? Hừ, tôi tên là Sở Thiên Hồng, Sở Ngũ gia của bang Thanh Xà. Người kia chắp tay sau lưng, nói đầy ngạo mạn. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó nói, ừ, vậy ông có thể gọi điện hỏi anh em dưới trướng ông, xem địa điểm làm ăn của ông có còn không? Ý cậu là sao? Sở Thiên Hồng nhíu mày, quát hỏi. Thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, ông ta nửa tin nửa ngờ gọi cho thuộc hạ của mình, lúc đầu thái độ còn rất kiêu ngạo, nói, được, để tôi xem cậu có thủ đoạn gì. Dứt lời, điện thoại được kết nối, ông ta còn chưa kịp hỏi, đầu bên kia đã vang lên tiếng ai oán, Ngũ gia, toi rồi. Toi thật rồi, các địa điểm làm ăn của chúng ta đều bị điều tra niêm phong rồi, các anh em cũng đều bị bắt. Chương 555, bang Thanh Long bị tiêu diệt. Nghe thấy vậy, Sở Thiên Hồng ngơ ngác, sợ hãi hét lên, cái gì? Mày nói lại lần nữa xem, Ngũ gia, xong đời rồi. À, đừng bắt tôi vô tội, bằng bằng, bốp bốp. Đầu bên kia điện thoại là hàng loạt tiếng động loạn xạ, sau đó giọng nói rất uy nghiêm vang lên. Chào Sở Ngũ gia, tôi là từ băng đội trưởng đại đội liên hợp chấp pháp thành phố Thanh Sơn. Rất vui khi được nói chuyện điện thoại với ông. Địa bàn và đàn em của ông đã bị chúng tôi niêm phong và bắt giữ. Thành phố Thanh Sơn không còn Sở Ngũ gia nữa. Cạch. Điện thoại bị cúp. Lúc này, Từ Băng ở đầu bên kia đôi mắt đỏ bừng đứng trước cửa quán bar, hút thuốc một mình. 5 năm rồi, cuối cùng anh ta cũng trả được thù rồi. 5 năm trước, bạn gái Từ Băng vào quán bar của Sở Thiên Hồng và bị ông ta làm nhục, giết hại. Nhưng vì Sở Thiên Hồng là Ngũ gia của bang Thanh Xà, thế lực lớn mạnh, thủ đoạn độc ác,
Tử Băng mãi mà không thể đưa ông ta ra trước luật pháp. 5 năm nay, anh ta sống trong đau khổ và dằn vặt. Nhưng hôm nay, anh ta nhận được lệnh đặc biệt của cấp trên, nói là phải chấp hành một nhiệm vụ hết sức bí mật. Đến lúc này, anh ta mới biết nhiệm vụ này chính là bắt gọn bang Thanh Xà. Dù không biết tại sao lại ra tay đột ngột như vậy, nhưng anh ta biết đêm nay thành phố Thanh Sơn không còn bang Thanh Xà nữa. Mà lúc này, quay lại với bên Sở Thiên Hồng. Ông ta sợ hãi, trợn to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn trước mặt. Sau đó ông ta nhào đến trước mặt Tiêu Chính Văn quỳ xuống, liên tục dập đầu xin tha, tôi sai rồi, xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi còn mẹ già con thơ, xin cậu mở lòng từ bi, thấy Sở Thiên Hồng quỳ dưới đất, những người trong bang Thanh Xà còn lại run rẩy, mặt đanh lại, đầy vẻ ngờ vực. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thượng quan Thanh Long nhìn Sở Thiên Hồng quỳ dưới đất thì lập tức nổi giận đùng đùng, nói, Sở Thiên Hồng, mày là ngũ gia bang Thanh Xà, đứng dậy cho tao. Thế nhưng Sở Thiên Hồng không nghe, vẫn cố sức dập đầu xin tha. Lúc này, Thượng quan Thanh Long tức giận thật rồi. Lão rút cây súng từ bên thắt lưng của một tên đàn em bên cạnh ra bắn vào lưng Sở Thiên Hồng. Sở Thiên Hồng ngã xuống vũng máu ngay tức khắc. Thấy cảnh tượng này, những người khác đều run như cầy sấy. Thượng quan Thanh Long tức giận nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu đã làm gì? Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, không có gì. Chỉ là thu thập chứng cứ phạm tội của ông ta, phong tỏa địa bàn của ông ta, bắt hết anh em của ông ta thôi. Cậu! Nghe anh nói vậy, sắc mặt Thượng quan Thanh Long cũng cực kỳ u ám. Sau đó ánh mắt lão lóe lên tia dữ tợn, nói, hay lắm. Quả nhiên cậu có chút thủ đoạn, nhưng đừng tưởng như vậy là có thể tiêu diệt được bang Thanh Xà. Bang Thanh Xà, nhưng Thượng quan Thanh Long còn chưa nói hết, điện thoại đã vang lên. Lúc này... Ánh mắt mọi người đều tập trung hết vào Thượng quan Thanh Long. Bầu không khí cũng trở nên vô cùng căng thẳng và nặng nề. Ngay cả Thượng quan Thanh Long cũng hơi run lên, rồi cau mày bắt điện thoại, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét kích động và đầy hoảng sợ của đám đàn em, Long gia, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chỗ khai thác mỏ ngọc của chúng ta bị niêm phong, mười mấy nơi cực ngọc cũng bị niêm rồi. Hàng trăm địa điểm giải trí đều bị phong tỏa hết. Lần này là bên Liên Hợp Chấp Pháp thành phố Thanh Sơn làm, không hề có thông báo gì cả, cứ thế qua mặt chủ tịch thành phố Thanh Sơn niêm phong hết toàn bộ địa điểm kinh doanh của chúng ta. Cái gì? Thượng quan Thanh Long nổi trận lôi đình, khuôn mặt hiện lên vẻ run rẩy và sợ hãi. Tất cả nơi kinh doanh đều bị niêm phong. Sao lại như thế? Các anh em đâu? Thượng quan Thanh Long hỏi. Chỉ cần có người ở đó là có thể vùng dậy. Thế nhưng, tên đàn em đó nói, Long gia, các anh em cũng bị bắt rồi. Là người bên chiến khu đến bắt, họ lái mấy chục chiếc màu quân đội đến bắt người, tất cả đều có mang súng, còn lái xe tăng và trực thăng đến, anh em không dám phản kháng, có mấy anh em phản kháng lại đều bị bắn chết, ầm. Thượng quan Thanh Long chỉ cảm thấy có tiếng nổ vang lên trong đầu, máu dồn lên não, trước mắt tối sầm, chân tay hơi loạng choạng. Sau đó, lão hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn nói cậu, đều là do cậu làm sao? Tiêu Chính Văn nhún vai hỏi, sao vậy, hài lòng chứ? Khoảnh khắc đó, Thượng quan Thanh Long hoảng sợ thật rồi. Loại thủ đoạn có thể vượt mặt chủ tịch thành phố Thanh Sơn này khiến Thượng quan Thanh Long cực kỳ sợ hãi. Rốt cuộc Tiêu Chính Văn này là ai? Tại sao lại có thế lực lớn như vậy? Nếu cậu ta có thế lực lớn vậy? Sao lại cam chịu ở rể nhà họ Khương bé nhỏ ở Tu Hà? Phịch! Thượng quan Thanh Long không chống cự nữa, quỳ xuống đất, dập đầu với Tiêu Chính Văn nói, xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một mạng. Thấy Thượng quan Thanh Long quỳ xuống, các thành viên bang Thanh Xà xung quanh đều bừng tỉnh, cũng quỳ xuống theo lão, đồng thanh nói tha mạng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Thượng quan Thanh Long đang quỳ trước mặt mình, vẻ mặt hết sức thản nhiên. Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ khiếp sợ mà ngất luôn. Người này là Long gia ở thành phố Thanh Sơn đấy. Thượng quan Thanh Long của bang Thanh Xà. Lúc này lão lại quỳ xuống cầu xin tha mạng với một chàng thanh niên, muốn sống thì cũng được, nhưng phải nói chủ thuê đứng đằng sau các ông là ai, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Thượng quan Thanh Long run rẩy, chần chừ không nói, dường như đang suy xét đến hậu quả nếu mình làm vậy. Thấy Thượng quan Thanh Long do dự, Tiêu Chính Văn nói, không nói, thế thì bây giờ các ông sẽ phải chết. Nghe anh nói vậy,
Thượng quan Thanh Long hoảng hốt, vội dập đầu nói, tôi nói, chủ thuê đứng đằng sau chính là, bằng bằng bằng. Đột nhiên, một trong mấy đàn em của bang Thanh Xà cầm súng nã liên tục mấy phát vào Thượng quan Thanh Long. Thượng quan Thanh Long ngã xuống vũng máu ngay tức khắc, chết rất thảm. Tiêu Chính Văn nhướng mày, tức giận nhìn cái tên trong đám người đó, nói, bắt hắn lại. Bắt sống hắn, nhưng không đợi họ ra tay, tên đó chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn cười, sau đó tự nổ súng bắn vào đầu mình. Mọi người đều chết lặng. Tiêu Chính Văn nhìn Thượng quan Thanh Long đang nằm co giật trên mặt đất, sau đó anh rút mấy cây kim từ thắt lưng ra đâm vào mấy huyệt đạo lớn của lão để duy trì hơi thở tạm thời cho lão. Anh vội vã hỏi, nói, chủ thuê là ai? Cả người Thượng quan Thanh Long dính đầy máu, miệng cũng liên tục phun ra máu, lắp bắp nói, là. Sau đó lão ngạt thở chết. Tiêu Chính Văn nhíu mày, tức giận không thôi, lạnh lùng nhìn đám người quỳ dưới đất, gầm lên, có ai biết chủ thuê là ai không? Không ai đáp lời. Tiêu Chính Văn thật sự nổi giận, dẫn hết đi, thẩm vấn nghiêm khắc vào. Tiêu Chính Văn tức giận nói, chẳng mấy chốc, những người này đều bị dẫn đi. Tiêu Chính Văn đứng tại chỗ nhìn hai thi thể trên mặt đất, nhất là cái tên bắn chết Thượng quan Thanh Long đó, ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Nhưng không ngờ đối phương lại cài tai mắt vào cạnh Thượng quan Thanh Long. Tiêu Chính Văn cảm nhận được áp lực và sợ hãi trước nay chưa từng có. Đối phương lớn mạnh hơn những gì anh nghĩ. Sắp xếp tỉ mỉ, làm việc cẩn thận như vậy, anh không khỏi nhìn nhận lại chuyện này. Hai ngày sau, tất cả thành viên bang Thanh Xà đều đã bị thẩm vấn nghiêm khắc một lượt, không ai biết chủ thuê đứng đằng sau là ai. Tiêu Chính Văn bất lực lắc đầu rời khỏi thành phố Thanh Sơn. Đồng thời, anh gọi cho người bên Điện Thần Long, nói, lập tức điều tra các mối quan hệ của bang Thanh Xà, nhất định phải lôi kẻ đứng đằng sau đó ra cho tôi. Sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi thành phố Thanh Sơn không lâu, hai người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở chỗ chủ tịch thành phố của thành phố Thanh Sơn. Hôm đó trước khi bị bắt, chủ tịch thành phố đột nhiên tái phát bệnh tim, đột ngột qua đời. Cùng lúc đó, tộc trưởng của 8 gia tộc lớn ở thành phố Thanh Sơn đều chết một cách oan uổng. Tiêu Chính Văn về đến Tu Hà, sau khi nhận được tin từ người của Điện Thần Long, anh nhíu chặt mày, vẻ mặt lạnh như băng. Lúc này, Khương Vi Nhan hoảng hốt và lo lắng chạy vào, nói, Chính Văn, bố mẹ em xảy ra chuyện rồi, chương 556, chọn một lá bài. Sao vậy, xảy ra chuyện gì thế, Tiêu Chính Văn hỏi. Khương Vi Nhan khóc bù loa nói, bố mẹ em bị bắt cóc, chúng còn nói nếu chúng ta không giao ra 50 triệu tệ thì chúng sẽ ném bố mẹ em xuống sông, làm sao đây? Tiêu Chính Văn, chúng ta lấy đâu ra 50 triệu tệ chứ? Tiêu Chính Văn nhíu mày ôm Khương Vi Nhan vào lòng trấn an, được rồi, trước tiên em cứ bình tĩnh, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khương Vi Nhan hít sâu rồi nói, em cũng không rõ lắm, em chỉ biết mấy ngày trước bác cả tặng cho cả nhà chúng ta mấy vé đi du lịch, có thể miễn phí đi du lịch ở thị trấn Khang Nam, bao luôn chỗ ăn ở. Vì công ty em có việc nên không đi được, chỉ có bố mẹ em đi. Hôm nay tự dưng có người gọi cho em nói bố mẹ em đánh bạc thua 50 triệu tệ, không đem tiền đến thì chúng sẽ giết người, nói đến cuối, Khương Vi Nhan đã khóc lên thất thanh. Dù sao ai gặp phải loại chuyện này, đầu tiên cũng sẽ lóng ngóng chân tay. Tiêu Chính Văn vỗ vai Khương Vi Nhan trấn an, không sao, có anh ở đây, anh sẽ giải quyết. Dứt lời, Tiêu Chính Văn liên lạc với người ở Điện Thần Long, chuẩn bị xe đến thị trấn Khang Nam. Chồng ơi, em muốn đi với anh, Khương Vi Nhan nắm lấy cánh tay Tiêu Chính Văn kiên quyết nói. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Chính Văn cũng gật đầu đồng ý. Tu Hà cách thị trấn Khang Nam 4, 50 km, không tính là xa, chỉ lái xe một tiếng là đến. Sau khi đến thị trấn Khang Nam, Khương Vi Nhan vội vàng gọi cho đối phương nói, alo, xin chào, chúng tôi đến rồi, bây giờ nên đi đâu nữa? Một giọng nam lạnh lùng, thô bạo vang lên từ đầu dây bên kia, có mang theo tiền không? Có, Khương Vi Nhan vội nói. Tiêu Chính Văn đã nói có, tất nhiên Khương Vi Nhan cũng cho rằng có tiền ở đây. Tốt lắm, người của tôi sắp đến đón các cô rồi. Nói xong đối phương cúp máy. Khương Vi Nhan run lẩy bẩy để điện thoại xuống, mặt đẫm nước mắt đứng đợi cùng Tiêu Chính Văn. Quả nhiên chưa đến 10 phút, một chiếc xe màu đen dừng lại ngay cổng ra vào thị trấn. Bốn gã đàn ông thô kệch bước xuống xe, trông rất dữ tợn,
tay cầm súng ống, hình như thắt lưng còn nhét súng lục. Thấy vậy, Khương Vi Nhan hoảng sợ vội vã trốn sau lưng Tiêu Chính Văn. Đối phương cũng đi đến, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan hỏi tiền đâu. Tiêu Chính Văn ung dung đáp, trên xe, người đâu. Đối phương cười nói, trước hết kiểm tra tiền đã rồi mới dẫn bọn mày đến nhận người. Nói xong, gã đàn ông vạm vỡ vung tay, một tên đàn em trong đó đi đến lấy vali tiền ở phía sau xe ra. Nhưng lúc đối phương vừa định mở vali tiền ra thì có một bàn tay dùng sức đè vali tiền lại, lạnh lùng nói, chuyện này không thể làm như các người muốn được, tôi muốn nhìn thấy bố mẹ vợ của tôi trước. Đối phương cau mày giơ tay lên đấm vào Tiêu Chính Văn, tức giận quát, mẹ kiếp, bọn tao chưa bao giờ làm việc theo quy tắc ở cái thị trấn Khang Nam này. Nhưng cú đấm của tên đó lại rơi vào khoảng không. Tiêu Chính Văn bình tĩnh giơ tay lên nắm chặt lấy nắm đấm của đối phương, anh khẽ dùng sức đã nghe thấy tiếng xương gãy kêu lên răng rắc. À, mày buông tay ra. Tên đó kêu lên thảm thiết, sắc mặt tái xanh. Tiêu Chính Văn buông tay rồi đẩy đối phương ra xa vài mét nói, làm việc không có quy tắc là thứ tôi ghét nhất. Tên đó lùi về sau mấy bước tức giận rút súng từ thắt lưng ra chĩa vào Tiêu Chính Văn quát, mẹ kiếp, mày muốn chết à? Dám ra tay với bố mày, bây giờ tao chỉ cần bắn một phát là mày chết tươi. Thấy đối phương rút súng ra, Khương Vi Nhan hoảng hốt, lúng túng. Còn Tiêu Chính Văn vẫn bình thản đứng tại chỗ, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngay lúc tên đó ngạo nghễ muốn nổ súng thì gã đàn ông vạm vỡ dẫn đầu đi đến đè lại cây súng của đàn em, cười với Tiêu Chính Văn, người anh em lớn gan thật đấy, mày là người đầu tiên dám động tay động chân với Ngũ Long xã ở thị trấn Khang Nam. Tiêu Chính Văn cười nói, mọi chuyện đều phải làm theo quy tắc, tôi muốn gặp bố mẹ vợ của tôi. Gã đàn ông vạm vỡ đó cũng cười khẩy nói, được, đi theo tao. Dứt lời, đối phương lên xe, Tiêu Chính Văn cũng lái xe đi theo phía sau chúng. Trên xe, tên đàn em tức giận xoa nắm đấm suýt bị gãy của mình, nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, lúc nãy sao không giết chết hắn luôn đi. Gã đàn ông vạm vỡ đó lạnh lùng hừ một tiếng nói, đồ ngu. Tên đó vừa nhìn là biết không phải người đơn giản, tao không nhìn thấu được ánh mắt của hắn, ngộ nhỡ chúng ta chịu thiệt thì sao? Dẫn hắn đến chỗ đại ca để anh ấy đích thân ra tay. Hơn nữa cô gái bên cạnh hắn cũng không tệ, nghe hắn nói vậy, mọi người đều nở nụ cười xấu xa. Ha ha ha, đại ca nói đúng. Mẹ nó, cô gái đó cũng xinh phết. Em chưa từng thấy ai đẹp như vậy ở thị trấn Khang Nam cả. Hê hê, thế là có thể chơi được mấy ngày, tuyệt quá. Mấy tên đàn em nổi lên ý đồ xấu xa, bắt đầu hoang tưởng. Không lâu sau, Tiêu Chính Văn đi theo chúng đến trước cửa một khu giải trí. Xuống xe, Tiêu Chính Văn lướt nhìn xung quanh, có không ít tên côn đồ cầm súng ống. Khương Vi Nhan sợ hãi ôm chặt cánh tay Tiêu Chính Văn nói, chồng ơi, em sợ. Tiêu Chính Văn trấn an nói, đừng sợ, có anh ở đây. Dứt lời, đối phương ra hiệu cho Tiêu Chính Văn vào trong. Tiêu Chính Văn cũng không muốn chậm trễ, anh xách vali tiền lên, dẫn Khương Vi Nhan vào trong. Sau đó họ đi theo nhân viên phục vụ đến một sòng bạc ngầm. Lúc đẩy cửa ra, âm thanh ồn ào ập đến. Phóng tầm mắt nhìn đều là mấy con bạc. Tiêu Chính Văn nhíu mày theo đối phương đi ngang qua sảnh chính rồi đi đến một căn phòng bao. Lúc này đã có mấy người ngồi trong phòng. Ngồi ở vị trí chính giữa là một gã đầu trọc mặc áo lông chồn, trên cổ và tay đều đeo dây chuyền, vòng vàng. Bên cạnh gã có bốn vệ sĩ mặc đồ đen, tất cả đều mang súng. Lúc này gã đầu trọc đang sáo bài. Sau khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đi vào, gã mỉm cười hỏi có muốn chơi vài ván không? Tiêu Chính Văn cau mày nói, tôi không có hứng thú với cái này, tôi đến chuộc người. Đối phương gật đầu, hút điếu xì gà cười nói, ở thế giới ngầm của tao thì phải giải quyết theo luật của tao. Nào, chọn một lá đi, chỉ cần bài của mày lớn hơn tao thì có thể được gặp người. Nói xong, đối phương trải bài ra, tự mình lấy một lá. Sau đó ra hiệu cho Tiêu Chính Văn lấy một lá. Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn xung quanh. Người trong phòng bao đều không phải đối thủ của anh nhưng bây giờ anh không thể đánh rắn động cỏ được. Nghĩ vậy Tiêu Chính Văn rút ra một lá, mở ra, là lá A. Tên đầu chọc cười vỗ tay nói, tốt, may mắn đấy. Dẫn người lên, dứt lời, mấy tên côn đồ dẫn hai người toàn thân là máu vào. Bố,
Mẹ, sao hai người lại ra nông nỗi này? Khương Vi Nhan khiếp sợ khi nhìn thấy Khương Học Bác và Từ Phân. Chương 557, giết hắn. Khương Vi Nhan xông lên trước đỡ lấy hai người bọn họ. Lúc này, Khương Học Bác và Từ Phân nhìn thấy Khương Vi Nhan đứng trước mắt thì nức nở gào lên. Con gái ơi, cuối cùng con cũng đến rồi, con không biết đâu, mấy ngày nay bố mẹ như sống trong địa ngục trần gian vậy. Mấy người này ngày ngày đánh đập bố mẹ ác độc, còn không cho bố mẹ ăn cơm uống nước. Mẹ với bố con chỉ có thể uống nước bẩn mà bọn chúng đổ đi, càng nói, Từ Phân càng khóc thảm thương hơn. Khương Học Bác chỉ bất lực lắc đầu, nói, đều trách bố, bố không nên để bọn họ lừa qua đây chơi, vốn dĩ bố với mẹ con chỉ định chơi hai ván, nhưng ai mà biết thắng rồi bọn chúng lại không cho bố mẹ đi, cưỡng ép bố mẹ tiếp tục chơi, kết quả là thua càng lúc càng nhiều, bố, mẹ, không sao đâu, con với Tiêu Chính Văn đến đây chuộc hai người rồi, chúng ta sẽ về nhà ngay thôi. Khương Vi Nhan đau lòng nói. Bên kia, gã đầu chọc nói, người anh em, có mang tiền theo không? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, mang rồi, nhưng anh phải thả bọn họ ra đã. Nghe thấy vậy, gã đầu chọc cười lớn, nói, người anh em, đây là địa bàn của tao, tao muốn thả thì thả, không muốn thả thì bây giờ có thể bắt hết cả đám bọn mày lại. Vừa nói xong, đám vệ sĩ bên cạnh gã đều đặt tay lên hông, chuẩn bị rút súng ra bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Khương Học Bác và Từ Phân đều sợ mất mật. Tiêu Chính Văn lại cười bình thản, nói, nếu như anh làm như vậy, tôi nghĩ sau này thị trấn Khang Nam chỉ lan truyền chuyện mấy người nói không giữ lời, như vậy thì còn bao nhiêu người dám đến sòng bạc này của mấy người đây? Câu nói này khiến cho gã đầu chọc đối diện trở nên trầm mặc. Gã nghĩ ngợi rồi giơ tay lên, nói thả bọn họ ra đi. Vâng, mấy tên thuộc hạ đáp lời. Nghe thấy câu này, Khương Vi Nhan cuống lên, vội vàng giữ chặt lấy Tiêu Chính Văn, nói, chồng à, không được, em phải ở cùng với anh. Tiêu Chính Văn xoa đầu Khương Vi Nhan, nói, đừng lo lắng, tự anh sẽ có cách ra ngoài. Sau khi em ra ngoài cứ lái xe đưa bố mẹ về Tu Hà, sẽ có người tiếp ứng bọn em trên đường. Nhưng mà, Khương Vi Nhan lo lắng. Tin anh đi, Tiêu Chính Văn vuốt ve gương mặt Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan nghĩ ngợi, chỉ có thể đồng ý, dẫn Khương Học Bác và Từ Phân rời khỏi sòng bạc trước. Đợi mấy người Khương Vi Nhan đã đi hẳn, Tiêu Chính Văn mới thay đổi thái độ trước đó, anh kéo một cái ghế lại, ngồi xuống đối diện với gã đầu chọc. Cảnh tượng này khiến cho không ít người trong phòng bao đều phẫn nộ mắng mỏ, láo xược. Ai cho mày ngồi xuống? Mẹ nó, trước mặt ngũ long gia của bọn tao mà mày cũng dám ngồi à? Mẹ kiếp, hống hách quá rồi đấy, ông đây giết chết mày. Vừa dứt lời, một tên thuộc hạ liền giơ tay lên định túm lấy bả vai của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn chỉ giơ tay ra, phóng lá bài A trên mặt bàn tạo thành một đường sáng sắc lẹm, xoẹt một tiếng, cắt đứt cổ tay của tên đó, máu tươi ròng ròng. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Phi bài cũng làm người ta bị thương được sao? Đây rõ ràng giống hệt với cảnh quay trong phim điện ảnh. A, à, tay của tao, thằng chó này, mày dám làm tao bị thương. Tên thuộc hạ bị cắt trúng cổ tay ôm lấy cổ tay đầy máu, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn và gào lên. Nhưng nhìn thấy Tiêu Chính Văn lại cầm một lá bài khác lên, tên này lập tức ngậm miệng, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt cay độc. Lúc này gã đầu chọc vỗ tay, cười lớn nói, được, 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 xem ra người anh em cũng là một kẻ có thủ đoạn. Nếu đã như vậy thì chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé, tiền đâu? Tiêu Chính Văn vứt vali tiền lên bàn, lạnh lùng nói, tiền đều ở trong này, có mạng thì đến mà lấy. Lời này vừa thốt ra, cả phòng bao lập tức trở nên im phăng phắc. Hống hách quá rồi đấy. Sắc mặt gã đầu chọc cũng hoàn toàn trở nên u ám, cười khẩy, nói, người anh em, câu này của mày hơi hống hách rồi đấy. Ở trên địa bàn của Ngũ Long tao, trước nay chưa từng có ai dám uy hiếp tao cả, số tiền này hôm nay tao cầm chắc rồi. Nói xong, Ngũ Long liền đứng dậy mở vali tiền ra. Thế nhưng, trong khoảnh khắc mở vali ra, sắc mặt Ngũ Long liền thay đổi. Trong vali toàn bộ đều là tiền âm phủ. Ngay lập tức, Ngũ Long phẫn nộ gào lên, mẹ kiếp, mày chơi tao đấy à? Tất cả đám thuộc hạ và vệ sĩ sau lưng gã liền đồng loạt rút súng ra chĩa thẳng vào Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vẫn nói với vẻ mặt ung dung, tôi đã nói rồi, số tiền này có mạng mới lấy được. Là anh không tin đấy chứ.
50 triệu tệ này có lẽ đủ để mua mạng của các người rồi. Mẹ kiếp, mày muốn chết à, Ngũ Long gào lên, giơ tay lên ra hiệu cho đám đàn em nổ súng. Thế nhưng, một luồng sáng bạc lại vụt qua mắt bọn chúng. Trong nháy mắt, vô số mũi phi châm lao ra từ trong tay Tiêu Chính Văn, đâm trúng cổ tay bọn chúng. Cánh tay của bọn chúng lập tức trở nên đau đớn, súng cũng rớt luôn xuống đất. Có người còn định nhặt súng, nhưng một đường sáng sắc nhọn lại lao đến cắt đứt cánh tay của tên đó, khiến máu không ngừng chảy ra. A a a! Đối phương kêu ầm lên, ôm lấy cánh tay bị cắt đứt, nằm phịch xuống dưới vũng máu. Tiêu Chính Văn lại ung dung ngồi tại chỗ, trong tay cầm một con dao quân đội năm cạnh đang nhuốm máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người còn lại đều trở nên hoảng hốt. Thủ đoạn này cũng quá khủng khiếp. Bọn chúng căn bản không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt gã đầu chọc biến đổi, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, vội hỏi, rốt cuộc mày là ai? Mày muốn làm cái gì? Ha ha, anh hỏi tôi là ai à? Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói, là mấy người bắt bố mẹ vợ tôi, sao thế, bây giờ bắt đầu thấy sợ rồi sao? Nghe vậy, trong mắt gã chọc đầu liền lóe lên một tia sáng lạnh lùng, nói, anh bạn. Nơi này là thị trấn Khang Nam, Ngũ Long tao cũng là một nhân vật có tiếng nói ở nơi này, tao mà sợ mày sao? Nếu như mày đã muốn chết thì đừng trách tao ra tay tàn độc. Nói xong, Ngũ Long lật đổ bàn, thuận tay rút súng từ bên hông ta, thông qua chiếc bàn ngắm thẳng vào Tiêu Chính Văn ở phía đối diện rồi bóp cò. Păng păng păng. Liên tục vài phát súng, trên bàn đã xuất hiện vài cái lỗ đạn. Thế nhưng, sau khi bàn đổ ra đất, mọi người đều sững sờ. Chiếc bàn đối diện bị bắn trúng vô số viên đạn nhưng Tiêu Chính Văn thì đã không còn ở đó từ lâu. Người đâu? Khi mọi người đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chính Văn thì một giọng nói trầm thấp phát ra từ sau lưng gã chọc đầu. Anh đang tìm tôi đấy à? Á! Khoảnh khắc đó, gã đầu chọc vô cùng kinh ngạc, đang chuẩn bị quay đầu lại thì một cú đấm mạnh mẽ đã giáng thẳng vào lưng gã. Bốp! Cú đấm này khiến gã đầu chọc văng ra xa vài mét, va vào những chiếc bàn bên cạnh rồi ngã phịch dưới đất. Khụ! Gã đầu chọc ho ra vài ngụm máu, ngã nhào xuống đất. Cả người giống như cái giá bị gỡ ra, không thể cử động được. Còn Tiêu Chính Văn bình thản quơ nắm đấm, nói, không đánh trả à. Mẹ nó, tất cả mọi người xông lên hết cho tao, giết chết hắn, gã đầu chọc phẫn nộ gào lên. Trong nháy mắt, mười mấy tên thuộc hạ mang theo súng xông vào từ phía cửa chính, chĩa thẳng họng súng vào người Tiêu Chính Văn. Chương 558, liên quan đến mảnh giấy cũ. Ngay lập tức. Đạn bay loạn xạ khắp cả phòng bao, các loại bàn, mạt trược, bài, chai rượu đều vỡ nát. Thế nhưng, sau khi tiếng súng dừng lại, gã đầu chọc cũng được đỡ dậy. Gã chống eo, ánh mắt ác độc nhìn về phía phòng bao hỗn loạn trước mắt mình. Trên đất đã có vài cái xác cả người toàn vết đạn, hoàn toàn bị bắn cho nát bét. Người đâu? Gã đầu chọc gào lên một tiếng. Cũng đúng lúc này, một cái xác đột nhiên bay ra. Tiêu Chính Văn đứng lên từ trong đống xác, trong tay cầm hai khẩu súng, bắn nhanh về phía mười mấy tên đang đứng trước cửa. Păng păng păng, tiếng súng đinh tai nhức óc. Mười mấy tên ở cửa căn bản không kịp phản ứng, đạn đã ghim lên người bọn chúng giống như dây pháo. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên trước cửa đều ngã quỵ xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, gã đầu chọc sợ đến mức tè cả ra quần. Bởi vì ban nãy tất cả đạn đều lướt qua người hắn rồi mới ghim lên người đám thuộc hạ đang đứng hai bên. Tiếng súng dừng lại, gã đầu chọc quỳ luôn xuống đất, cả người run lẩy bẩy, bên dưới là một bãi nước màu vàng nhạt. Tiêu Chính Văn điềm nhiên bước đến trước mặt gã đầu chọc, chĩa súng lên đầu gã, lạnh lùng hỏi, nói đi, ai bảo các anh làm như vậy? Chuyện này ngay từ đầu đã vô cùng kỳ quái. Gã đầu chọc sợ ngu người, lắp bắp trả lời, là Khương Văn Kỳ sai tôi làm thế, ông ta cho tôi 10 triệu tệ, bảo tôi bắt Khương Học Bác và Từ Phân lại, sau đó dụ mấy người đến đây rồi lợi dụng thời cơ bắt hết mấy người lại. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn liền hiểu ra. Tại sao lại làm như thế, Tiêu Chính Văn hỏi. Gã đầu chọc liều mạng lắc đầu, nói, đại ca, tôi cũng không biết, tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi. Nhưng tôi nghe lén được bọn họ muốn độc chiếm chuyện hợp tác với bên nước ngoài gì đó. Nói là chỉ cần mấy người này xảy ra chuyện thì việc hợp tác nhất định sẽ do bọn họ phụ trách. Tiêu Chính Văn cau mày, đột nhiên hiểu ra, rồi bóp cò, bằng một tiếng,
viên đạn lạnh lùng kết liễu sinh mạng của gã đầu trọc. Sau đó, anh gọi điện thoại cho người của Điện Thần Long, cử mấy người đến đây xử lý chỗ này đi. Nói xong, anh đi thẳng ra khỏi sòng bạc ngầm. Khi anh gặp lại Khương Vi Nhan, cô liền lao thẳng về phía anh rồi ôm chặt lấy, vừa khóc vừa nói, chồng à, anh không sao, tốt quá rồi, em lo lắng chết mất thôi. Tiêu Chính Văn bật cười, khẽ xoa lưng Khương Vi Nhan rồi an ủi, yên tâm đi, dù sao thì chồng em cũng là chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm, đối phó với mấy tên này có gì khó khăn đâu. Khương Vi Nhan buông Tiêu Chính Văn ra, hờn dỗi lườm anh một cái, nói, những người đó sao rồi? Tiêu Chính Văn sợ Khương Vi Nhan lo lắng nên đành nói, à, báo cảnh sát tóm gọn cả lũ rồi. Đúng rồi, gần đây Khương Văn Kỳ có điểm gì kỳ lạ không? Tiêu Chính Văn hỏi. Bác cả à, Khương Vi Nhan ngơ ngác, nói không, gần đây mấy người bác cả rất nghiêm túc, vẫn luôn giúp đỡ em, sao vậy anh? À, không có gì, đi thôi, chúng ta về nhà nào, Tiêu Chính Văn bật cười, nhưng lại không nói kẻ chủ mưu phía sau cho Khương Vi Nhan biết. Đến khi bọn họ trở về nhà, Tiêu Chính Văn mượn cớ có chuyện để đến công ty nhà họ Khương một chuyến. Đến công ty, anh lao thẳng tới phòng làm việc của Khương Văn Kỳ. Mà lúc này, Khương Văn Kỳ cũng vừa nhận được điện thoại từ thị trấn Khang Nam, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Cái gì, Ngũ Long chết rồi sao? Sòng bạc ngầm cũng bị điều tra ư, Khương Văn Kỳ vô cùng ngạc nhiên, vội vàng cúp điện thoại, tự mình lẩm bẩm, xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Vừa dứt lời, bên ngoài phòng làm việc liền vang lên giọng nói của trợ lý, anh Tiêu, anh không thể đi vào, giám đốc Khương đang bận họp, rầm. Cửa phòng làm việc bị lực mạnh đá văng ra, Tiêu Chính Văn lạnh lùng xông vào, túm lấy cổ áo của Khương Văn Kỳ, lạnh lùng cảnh cáo, họ Khương kia, tôi cảnh cáo ông. Nếu như còn làm ra bất kỳ chuyện gì với Khương Vi Nhan và gia đình cô ấy thì tôi sẽ giết chết ông. Câu nói này bừng bừng sát khí. Nhiệt độ trong phòng làm việc nhanh chóng giảm xuống cực hạn. Khương Văn Kỳ cũng bị cổ áo siết cho thở không ra hơi, nuốt nước bọt, nói Tiêu Chính Văn. Cậu đang nói gì thế? Tôi hoàn toàn không hiểu ý của cậu. Cậu buông tôi ra, nơi này là công ty nhà họ Khương. Hừ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, thẳng tay ném Khương Văn Kỳ qua một bên. Ông ta nặng nề ngã xuống đất, nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt cay độc. Khương Văn Kỳ, ông không cần phải giả vờ với tôi ở đây. Ông làm gì thì tự khắc trong lòng ông rõ. Lần này tôi đến chỉ để cảnh cáo. Đương nhiên, đây cũng là lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu còn có thêm lần nào nữa thì tôi sẽ đích thân tiễn ông về với suối vàng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói rồi quay người rời khỏi công ty nhà họ Khương. Khương Văn Kỳ bò dậy, sắc mặt vô cùng u ám, phẫn nộ đập vỡ ly trà, gào mồm lên, đáng chết. Đáng chết, tức chết mất, một tên vua Bắc Lương tiền nhiệm đã bị bãi chức thì có cái gì mà kiêu ngạo và đắc ý chứ? Dám cảnh cáo tao à? Tao không tin mày dám làm gì tao. Mà bên này... Sau khi rời khỏi công ty nhà họ Khương, Tiêu Chính Văn trở về biệt thự. Khương Vi Nhan đã đến bệnh viện chăm sóc Khương Học Bác và Từ Phân. Anh vừa bước vào biệt thự thì một sứ giả của Điện Thần Long đã xuất hiện ngay sau lưng, quỳ một gối xuống đất rồi nói, Long Vương, viên lãng của nhà họ Viên và nhà họ Quý ở Giang Bắc đã có động tĩnh rồi. Nghe thấy vậy, lông mày Tiêu Chính Văn liền giãn ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy, nói, được, tôi biết rồi. Nhà họ Viên, cuối cùng thì mấy người cũng không ngồi yên được nữa rồi. Tối đó, Tiêu Chính Văn liên lạc với Long Lân và Long Nhất, quyết định cùng nhau đến tỉnh Giang Bắc thêm lần nữa. Sau khi tới tỉnh, gia chủ Quý Tốn của nhà họ Quý đã cho sẵn người tới tiếp đón. Cậu Bạch, gia chủ nhà chúng tôi mời cậu tới Túy Hương Lâu. Tiêu Chính Văn điềm nhiên đáp lời, được, lát nữa tôi sẽ đến. Mà lúc này, tại Túy Hương Lâu nhà hàng lớn nhất tỉnh Giang Bắc. Trong phòng bao sang trọng nhất, ba người Quý Tốn, Quý Thiên Hào, Viên Lãng ngồi ở đây đã lâu. Sao cậu Bạch còn chưa đến nhỉ? Quý Thiên Hào là một kẻ nóng vội, lúc này đã hỏi với vẻ bất mãn. Quý Tốn lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta, nói ít thôi, yên tĩnh ngồi đợi đi. Nói xong, ông ta nhìn về phía Viên Lãng, hỏi cậu Viên, cậu cảm thấy tối nay cậu Bạch có đến không? Viên Lãng cười nhạt, nói, sẽ đến thôi. Nói xong, cửa phòng bao liền mở ra. Tiêu Chính Văn mặc vest màu trắng, đeo kính, thoạt nhìn trông vô cùng phong độ. Sau lưng anh còn có Long Lân và Long Nhất mặc vest màu đen.
Cậu Bạch, cuối cùng cậu cũng tới rồi, mời ngồi, Quý Tốn vội vàng đứng dậy tiếp đón. Tiêu Chính Văn ung dung gật đầu sau đó ngồi xuống, phát chéo chân, nói, gia chủ quý, muộn như vậy rồi còn tìm tôi, có chuyện gì thế? Quý Tốn cười ha ha rót rượu cho Tiêu Chính Văn rồi lên tiếng, cậu Bạch, còn không phải là muốn bàn chuyện đầu tư với cậu hay sao? Tiêu Chính Văn cười nói, nếu là chuyện đầu tư thì giữa chúng ta không có gì để bàn bạc, tất cả đều dựa vào chế độ và quy tắc của công ty chúng tôi để chọn ra công ty ưu tú nhất. Chỉ cần công ty của gia chủ quý đủ mạnh thì đương nhiên có thể hợp tác với chúng tôi. Chuyện này, Quý Tốn hơi sững sờ, ánh mắt nhìn sang Viên Lãng. Viên Lãng cười nhạt, nói anh Bạch, chắc anh cũng biết thực lực phía sau của nhà họ Viên tôi. Nếu như hợp tác cùng với chúng tôi thì dự án lần này ít nhất cũng mang lại cho anh 100 tỷ tệ tiền lợi nhuận. Ha ha! Tiêu Chính Văn nói, anh Viên, anh cũng biết đấy, tôi không thiếu tiền, đối với tôi mà nói thì tiền chỉ là con số mà thôi. Nghe vậy, Viên Lãng liền cau mày hỏi, vậy anh Bạch có hứng thú với gì vậy? Nghe nói nhà họ Viên năm xưa chiếm được những mảnh giấy cũ của một bộ sách cổ từ trong tay nhà họ Tiêu. Tôi rất có hứng thú với những món đồ mang hơi hướng văn hóa lịch sử như vậy, Tiêu Chính Văn ung dung nói, không biết nhà họ Viên có thể cho tôi mượn chúng xem một chút không? Chương 559, đồng ý hợp tác. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, sắc mặt Viên Lãng lập tức tối sầm lại, đồng thời nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác, hỏi anh Bạch, đây là việc cơ mật của nhà họ Viên chúng tôi, sao anh biết được? Tiêu Chính Văn hờ hững uống một ly rượu, cười nói, trên thế gian này, không có chuyện gì mà tôi không biết. Chỉ cần tôi muốn biết thì dùng chút thủ đoạn hoặc dùng chút tiền là có thể nghe ngóng được. Đừng nói nhà họ Viên, cho dù là tin tức hoàng thất của đế quốc Anh tôi cũng có thể mua được. Nghe xong, sắc mặt Viên Lãng rất khó coi, hắn thận trọng nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó cân nhắc nói, anh nói đúng, nhà họ Viên tôi có những mảnh giấy cũ của cuốn sách tên là Thiên Sơn Thư Lục, ghi chép rất nhiều điều bí mật. Có điều, cuốn sách cổ này nhà họ Viên chúng tôi không thể dễ dàng cho người khác xem. Càng huống hồ, tôi cũng không có quyền tiếp xúc với vật quan trọng như vậy. Nếu tôi nhớ không lầm, những mảnh giấy cũ của cuốn sách cổ được 5 vị trưởng lão nhà họ Viên cất giữ, không được sự cho phép của họ bất kỳ ai cũng không thể tiếp cận được, đừng nói là lấy đi. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn cau mày, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Sau đó, anh nói, vậy giữa chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đứng dậy, muốn đưa Long Lân và Long Nhất rời đi. Viên Lãng mắt thấy Tiêu Chính Văn định đi, không cam lòng, nói, anh Bạch, anh nhất định phải xem cuốn sách cổ Thiên Sơn Thư Lục đó sao? Tiêu Chính Văn dừng bước, quay đầu nói, nhất định phải xem, cá nhân tôi rất thích sưu tập đủ loại sách cổ và điển tích, lần này đến Hoa Quốc, những mảnh giấy của cuốn sách cổ này là mục tiêu duy nhất của tôi. Nếu anh Viên không có cách thì tôi phải tìm người khác hợp tác rồi. Nếu nhớ không lầm thì hình như 3 gia tộc khác cũng có mảnh giấy cũ của Thiên Sơn Thư Lục này. Câu nói này khiến Viên Lãng lập tức trở nên lo lắng. Hắn nghĩ ngợi, sau đó như đã ra quyết định, nói anh Bạch, chuyện này tôi không thể đồng ý với anh, tôi cần phải xin ý kiến các vị trưởng lão, nếu bọn họ không đồng ý tôi cũng không còn cách nào khác. Được, vậy tôi cho anh thời gian 2 ngày, Tiêu Chính Văn hờ hững cười đáp. Sau đó, anh đưa Long Lân và Long Nhất rời khỏi nhà hàng. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, sắc mặt Viên Lãng mới trở nên mơ hồ. Hắn vẫn luôn thắc mắc về thân phận của anh Bạch này. Thật sự đơn giản như vậy sao? Quý Tốn lập tức mở miệng, cậu Viên, bây giờ chúng ta phải làm sao? Viên Lãng cau mày nói, không vội, đợi tôi hỏi ý kiến của các vị trưởng lão. Dứt lời, Viên Lãng liền gọi một cuộc điện thoại, cung kính nói, tôi tìm 5 vị trưởng lão. Có việc gấp cần xin ý kiến. Chẳng mấy chốc, điện thoại được kết nối với một vị trưởng lão nhà họ Viên. Nghe điện thoại là một giọng nói cực kỳ khỏe khoắn, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì mà gấp gáp tìm chúng tôi vậy? Tứ trưởng lão, là việc liên quan đến đầu tư doanh nghiệp nước ngoài ở Giang Bắc ạ, Viên Lãng cực kỳ cung kính đáp. Hả, không phải đã quyết định xong rồi sao? Cậu phụ trách hoàn toàn, chỉ cần lấy được lần hợp tác này là được. Ông lão đầu bên kia điện thoại, giọng nói bắt đầu trở nên không vui. Viên Lãng vội nói, tứ trưởng lão, việc này bắt đầu có vài rắc rối nhỏ, anh Bạch đó đề cập đến một yêu cầu mà cháu không thể nào quyết định được. Yêu cầu gì? Anh ta muốn xem mảnh giấy cũ của sách cổ Thiên Sơn Thư Lục,
Viên Lãng thận trọng dè dặt nói. Cái gì? Sao cậu ta biết chuyện của Thiên Sơn Thư Lục? Giọng của tứ trưởng lão cao vút, cực kỳ căng thẳng và cẩn thận. Đây chính là bí mật của nhà họ Viên. Tôi cũng không rõ nữa, anh Bạch giải thích rằng, anh ta cũng ngẫu nhiên biết được tin tức của Thiên Sơn Thư Lục, vì vậy muốn xem một chút, Viên Lãng nói. Tứ trưởng lão trầm mặc một lúc, sau đó nói, cậu đợi đấy, tôi đi hỏi ý kiến những vị trưởng lão khác. Vâng. Ngay sau đó, điện thoại ngắt kết nối, Viên Lãng liền ngồi yên lặng trong phòng bao đợi chờ. Khoảng 10 phút sau, điện thoại có cuộc gọi đến. Viên Lãng vội bắt máy, giọng nói lạnh băng của tứ trưởng lão truyền từ đầu bên kia điện thoại nói, ý kiến của những vị trưởng lão khác là có thể cho cậu Bạch đó xem, nhưng nhất định phải do nhà họ Viên chỉ định địa điểm, hơn nữa, thời gian xem, chỉ đúng 30 giây. Hiểu rồi ạ, Viên Lãng nói. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn quay về khách sạn của mình. Trong phòng, Long Lân và Long Nhất đứng hai bên trái phải, hỏi, Long Vương, bao giờ chúng ta ra tay? Tiêu Chính Văn nghịch con dao quân đội năm cạnh trong tay, bình tĩnh cười nói, không vội, ngày mai gọi Thẩm Thiên Hà tới một chuyến. Vâng, Long Lân trả lời. Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Hà gióng trống khua chiêng tung tin sẽ đến khách sạn gặp Tiêu Chính Văn. Chuyện này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai nhà họ Quý và nhà họ Viên. Cậu Viên, làm sao đây? Cậu Bạch này sẽ không chuẩn bị hợp tác với Thẩm Thiên Hà đấy chứ? Lúc này rõ ràng Quý Tốn đang rất sốt ruột, đứng ngồi không yên. Viên Lãng bên cạnh lại điềm nhiên uống một ngụm trà, nói, không cần lo lắng, cứ đợi đi. Cậu Viên, chẳng phải nhà họ Viên đã đồng ý yêu cầu của cậu Bạch rồi sao? Tại sao cậu vẫn phải đợi? Quý Tốn không hiểu lắm. Viên Lãng cau mày nói, ông không hiểu, cảm giác mà anh Bạch này mang đến làm tôi khó nhìn thấu. Đừng nóng vội, cứ đợi đi, sẽ có tin tức nhanh thôi. Dứt lời, ngoài cửa có một người đàn ông mặc đồ đen tiến vào. Hắn quỳ một chân xuống đất, trong tay cầm một cái trục cuốn như cuộn giấy, đưa cho Viên Lãng nói, thưa anh, vừa nhận được tin tức. Viên Lãng kích động đứng lên, nhanh chóng đón lấy trục cuốn, mở ra, lấy ra một bức thư mật bên trong ra. Hắn cấp tốc đọc lướt qua, sau đó ánh mắt vô cùng nghi hoặc và nghiêm trọng nói, thật không phải, Quý Tốn mở mịt, nhỏ giọng hỏi, cậu Viên, cái gì không phải? Viên Lãng đặt bức thư mật lên mặt bàn, có thể thấy, nội dung của bức thư mật, bất ngờ lại liên quan đến việc điều tra thân phận của anh Bạch. Anh Bạch chính là doanh nhân đầu tư nước ngoài sở hữu thế lực hùng mạnh. Viên Lãng trầm mặc, một lúc sau, hắn nói với tên áo đen, cậu quay về Tu Hà ngay, điều tra xem 5 năm trước có phải nhà họ Tiêu vẫn còn người sống sót hay không. Vâng, tên áo đen nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, trong khách sạn, Tiêu Chính Văn đã nhận được tin tức. Long Lân nhếch miệng, nói, Long Vương, anh đoán không sai, Viên Lãng kia quả thực đi điều tra thân phận của anh. Hơn nữa, hắn đã cho người đến Tu Hà điều tra xem năm đó nhà họ Tiêu còn ai sống sót không. Lúc này Tiêu Chính Văn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ngắm phong cảnh tỉnh Giang Bắc, nói tốt lắm, cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Nửa ngày sau, bên phía Viên Lãng đã nhận được tin tức mới nhất. Thưa anh, tôi đích thân đến Tu Hà một chuyến, 5 năm trước, nhà họ Tiêu đúng là còn người sống sót. Nhưng theo như tin tức thu được thì, nhà họ Tiêu đó chỉ còn một người duy nhất, có vẻ như đã là ở rể, cực kỳ hèn nhát, tên áo đen nói. Ở rể, cậu chắc chứ, Viên Lãng hỏi. Chắc chắn, tên áo đen trả lời. Nghe xong, Viên Lãng cười khẩy, nói với Quý Tốn sau lưng, gia chủ Quý, có thể cho mời anh Bạch tới bàn chuyện hợp tác rồi. Được, tôi đi sắp xếp ngay đây. Quý Tốn rất kích động. Chương 560, nội dung trong mảnh giấy cũ trạng vạng tối, Quý Tốn mời Tiêu Chính Văn đến làm khách tại nhà họ Quý. Viên Lãng đi thẳng vào vấn đề, cười nói, anh Bạch, các trưởng lão nhà họ Viên đã đồng ý yêu cầu của anh, mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục đó, có thể cho anh mượn xem, nhưng nhất định phải xem ở địa điểm mà chúng tôi chỉ định, hơn nữa, chỉ có thời gian nửa phút. Không biết anh Bạch thấy thế nào. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn nhướng mày đáp, nhà họ Viên thật cẩn thận, thời gian nửa phút, nghe có vẻ như đang bố thí. Viên Lãng cười nói, anh Bạch, tôi đây đã dùng hết sức mình thay anh giành lấy cơ hội rồi. Mảnh giấy cũ này, nhà họ Viên trước giờ không dễ gì cho người khác xem đâu. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, nếu đã như vậy, tôi miễn cưỡng đồng ý. Nghe xong, Quý Tốn quá đỗi vui mừng.
vội vàng đứng dậy rót rượu cho Tiêu Chính Văn và Viên Lãng, nói, vậy thì, chúc cuộc hợp tác làm ăn của chúng ta thành công tốt đẹp. Hợp tác vui vẻ, Tiêu Chính Văn cạn ly cùng bọn họ. Buổi tối, sau khi trở về khách sạn, Long Lân không hiểu hỏi, Long Vương, thời gian nửa phút, nhà họ Viên thật sự quá hào phóng, anh quyết định sẽ giao dịch với bọn họ à? Tiêu Chính Văn thờ ơ nói, đầu tư 50 tỷ, coi như là để thăm dò đi. Nhà họ Viên không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, có thể trở thành một trong bốn gia tộc lớn thần bí nhất của Hoa Quốc, nhất định là có gì đó hơn người. Vậy nên, chúng ta chỉ có thể đi từ từ. Ngày mai, đúng giờ hẹn, tôi phải xem cho rõ, mảnh giấy cũ đó của nhà họ Viên rốt cuộc viết những gì. Đêm khuya, Tiêu Chính Văn ngồi trong phòng, lấy ra hai mảnh giấy cũ Thiên Sơn Thư Lục mà Giang Lão đưa cho anh, bắt đầu nghiên cứu. Tiêu Chính Văn xem hồi lâu, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Giang Lão nói quả nhiên không sai, những mảnh giấy này, thực sự ngoài người nhà họ Tiêu ra, những người khác không thể nào đọc hiểu. Nội dung của hai mảnh giấy cũ này có phần thâm sâu, ghi chép lại một vài điều tâm đắc và phương pháp tập võ, còn có tất cả tâm pháp của Phật gia và điển tích của đạo gia, có thể nói là muôn hình vạn trạng. Tiêu Chính Văn nghiêm túc xem nửa đoạn trước, đã thấy không dưới 10 loại bí kíp võ thuật của người xưa để lại, ghi chép khá tỉ mỉ, luyện thành công thì thậm chí có thể dùng lá làm ám khí để đả thương người khác, chạy trên mặt nước, còn có một kiếm rẽ nước, mở núi. Xem nửa đoạn trước này, những bí kíp võ thuật cổ điển như kim trung cháo và thiết bố sam, Tiêu Chính Văn còn tin tưởng một chút, bởi vì, loại võ công này thực sự tồn tại, trong chiến khu của bọn họ có huấn luyện viên chuyên về cái này, tất cả đều là đệ tử của gia tộc võ thuật. Hóa ra lá cây làm ám khí là có thật, có điều, nó thuộc về nhân vật tông sư thái đầu của đỉnh cao võ thuật rồi, bình thường rất khó ra tay. Còn chạy trên mặt nước thì Tiêu Chính Văn cười nhạt, không nghiên cứu sâu thêm. Loại này, chung quy là quá huyền ảo, không phù hợp với lý luận chủ nghĩa duy vật hiện đại. Có điều, những thủ đoạn ám sát được ghi chép trong này, ngược lại làm Tiêu Chính Văn chú ý. Đây là đồ tốt. Nếu như anh học được những điều này, sau đó dạy lại cho mấy người Long Lân và Long Nhất thì thực lực của Điện Thần Long nhất định sẽ lên một tầm cao mới. Còn lại một vài thuật pháp huyền bí được ghi chép lại, gì mà lý luận phong thủy, những thứ xem thuật đoán mệnh gì đó, Tiêu Chính Văn tạm thời hoàn toàn không có hứng thú. Đến khi anh lật đằng sau ra, lông mày đột nhiên nhíu chặt, sắc mặt trở nên vô cùng kích động. Đây là phần cuối của hai mảnh giấy cũ này rồi, vậy mà lại có ghi chép về y thuật. Tiêu Chính Văn xem rất tỉ mỉ, vô thức anh đã xem đến khi trời sáng. Sau khi anh xem đến cuối của mảnh giấy cũ, Tiêu Chính Văn mới đột nhiên phản ứng lại, y thuật được viết trên này quá tuyệt vời, có thể cướp người từ tay Diêm Vương về. Chỉ có điều, nội dung của y thuật này đến đây là hết mất, vẫn còn một vài nội dung nữa có lẽ nằm trong mảnh giấy cũ của người khác. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, trong mắt toát lên sự hưng phấn và rực sáng. Cuốn Thiên Sơn Thư Lục này quả nhiên là cuốn sách quý. Chỉ nội dung về y thuật được ghi chép ở nửa sau đã giúp ích cho Tiêu Chính Văn rất nhiều, mở mang tầm mắt, một lúc thôi mà học được không ít phương pháp cổ xưa để chữa bệnh cứu người. Ngày trước, y thuật của Tiêu Chính Văn nổi danh không kém gì ba vị thần y của Hoa Quốc, được phong là thần y quân đội. Nhưng bây giờ, sau khi xem xong nội dung được ghi chép trong mảnh giấy cũ này, Tiêu Chính Văn ngay lập tức cảm thấy y thuật của bản thân còn kém quá nhiều. Thậm chí, thêm cả ba vị thần y cộng lại cũng chưa chắc đã nhiều như nội dung y thuật chấn động được ghi chép lại kia. Nếu như so sánh y thuật của ba vị thần y với Tiêu Chính Văn, ngày trước có thể ngang nhau, vậy thì bây giờ Tiêu Chính Văn hoàn toàn có đủ tự tin để đè bẹp bọn họ. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, xem cả một buổi tối, nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Chẳng lẽ là do tâm pháp trong mảnh giấy cũ kia? Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Long Lân bước vào, cúi người nói, Long Vương, có thể xuất phát rồi. Được. Tiêu Chính Văn lên tiếng, sau đó theo Long Lân rời khỏi khách sạn. Long Nhất được sắp xếp ở lại trong tỉnh, giúp đỡ những người khác trong Điện Thần Long. Bởi vì, Tiêu Chính Văn phải chuẩn bị tốt hai việc. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn đã đến viện bảo tàng Thiên Vũ mà nhà họ Viên hẹn trước. Đây là viện bảo tàng lớn nhất của tỉnh Giang Bắc, trưng bày rất nhiều vật quý giá và hiện vật văn hóa khảo cổ. Sáng sớm, cả viện bảo tàng đang trong giờ giới nghiêm, cả trong và ngoài đều là vệ sĩ vũ trang súng ống đầy đủ. Lúc này,
Viên Lãng đang đứng trước cửa viện bảo tàng, chắp tay ra sau, cười nhạt. Khi thấy xe Tiêu Chính Văn tới, hắn cất bước về phía trước, tiếp đón nói, anh Bạch, mời vào trong. Tiêu Chính Văn bước từ trên xe xuống, không chú ý gật đầu, đẩy mắt kính, quan sát lực lượng bảo vệ của viện bảo tàng một vòng. Không thể không nói, lần này nhà họ Viên rất cố gắng, với lực lượng bảo vệ như thế này, cho dù có là Tiêu Chính Văn cũng không dám coi nhẹ mà ra ra vào vào. Xem ra, nhà họ Viên rất coi trọng mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục này. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn đi theo Viên Lãng và Quý Tốn đến một phòng triển lãm ở phía trong cùng của viện bảo tàng. Đây là phòng triển lãm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất viện bảo tàng, có thiết bị chống trộm tiên tiến nhất. Tất cả đều là tia hồng ngoại, còn có nhận diện mống mắt. Ở trung tâm của phòng triển lãm là một tủ kính trong suốt, bên dưới chùm ánh sáng chiếu vào chính là một chương lốm đốm vàng đen của cuốn sách giấy cũ cổ. Xem ra, nhà họ Viên đã bảo quản mảnh giấy cũ cổ này rất tốt, nét bút bên trên vẫn còn đọc được rõ ràng. Nhưng nét chữ này lại không thuộc về bất cứ triều đại nào, là một phương thức ghi chép ký hiệu đặc biệt. Viên Lãng đứng bên cạnh, than thở nói, anh Bạch, mảnh giấy cũ này, nhà họ Viên chúng tôi đã mất 5 năm mà vẫn không hiểu được ý nghĩa của các ký tự đặc biệt trên đó. Không biết anh Bạch đây có cách nhìn nhận thế nào? Tiêu Chính Văn nghiêm túc liếc nhìn mảnh giấy cũ kia, trong mắt anh, ký hiệu của mảnh giấy cũ đó có vẻ như rất sống động, tự động hợp thành một hàng, sắp xếp theo một trật tự mà Tiêu Chính Văn có thể hiểu được. Đây chính là nguyên nhân vì sao chỉ có người nhà họ Tiêu mới có thể xem hiểu được nội dung mảnh giấy cũ đó. Bởi vì, ký hiệu trên giấy cũ này đều là mật mã. Chỉ có người nhà họ Tiêu mới biết được cách thức sắp xếp chính xác của mật mã này, từ đó có thể biết được nội dung ghi chép nói về cái gì. Hồi còn rất bé, bố anh đã dạy cho anh phương pháp bẻ khóa loại mật mã này. Vì vậy, lúc Tiêu Chính Văn thấy mảnh giấy cũ này đã dễ dàng phá giải nó. Chỉ có thời gian nửa phút, vậy nên Tiêu Chính Văn cố hết sức tập trung sự chú ý và ghi nhớ. Cho đến khi Viên Lãng lại cau mày hỏi, anh Bạch, anh nhìn ra gì chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.